Hello mấy chị nha. Trưa hôm nay với lại tối hôm nay là tập trung xả hàng bơm. Và hàng bơm thì em sẽ bán cho những chị có chia sẻ livestream. Còn những chị không chia sẻ livestream thì em sẽ không bán ha. Tại vì bây giờ hàng bơm là ví dụ như thay vì một cái đầm 250-300, em bán chỉ còn có 100, 101, 102, 70, 80, 90, tùy theo cái hàng em thích bán hay không thích bán. Cho nên là trong cái livestream ngày hôm nay em sẽ bán cho những chị có chia sẻ ha. Riêng cái cục hàng của Jenny Nguyễn á, là tổng cộng 6 cục hàng là tổng cộng cũng cỡ 16 triệu. Thì là toàn là size 90kg thôi, cho nên mấy chị tranh thủ mua giùm em nha. Nói chung hàng hôm nay rất là nhiều, nhiều lắm. Nói chung từ lúc trưa tới giờ là coi như cái mặt em nó căng thẳng theo cái bao hàng bơm luôn. Tại vì những cái con, nhiều con nó rất ư là mất dạy, cực kỳ mất dạy luôn. Rồi nha, chỉ bán hàng bơm cho những chị có chia sẻ livestream. Còn những chị mà vô trong livestream của em trong cái live này tại lúc này mà comment như thế này, comment là đủ, mẹ tao cũng muốn mua mà mày bắt chia sẻ, tao đéo thích chia sẻ thì tao thích mua mà tao đéo thích chia sẻ thì làm ơn nét giùm tôi một cái, tôi cũng không thích bán. Y vậy á nha, đang sổ hộ. Bây giờ chị ước ao là có đủ má, có một cái công ty nào đó nó lập một cái công ty mà chuyên giải quyết hàng bơm là đủ má. Tôi sẵn sàng tôi bỏ tiền là tôi hút lồn mấy nhỏ này. Đang rất là căng thẳng chị. Đang rất là căng thẳng á chị Kít à. Nha chị Kít nha. Chị Kít tập trung ngày hôm nay đi. Ngày hôm nay chị Kít mua cho tôi một bill hàng cũng cỡ 3 triệu đi. Cho dập cơn mộng lành giùm cái đi mẹ. Rồi nha. Ý vậy đi mấy chị. Bán hàng bơm cho những chị có chia sẻ livestream, làm ơn chia sẻ mạnh mạnh lên giùm em một cái. Em cũng vậy à Xuân Võ à. Em cũng như mọi ngày. Trời ơi chị Hằng Thanh, cái con nó giống như con điên á. À, cảm ơn mày đã chửi tao nha, tự động tạo nghiệp cho cha mẹ mày. Cảm ơn nha. Đó là tôi sẽ gửi tất cả những tin nhắn cho bạn bè anh em. Cảm ơn mày nha, nhờ mày mà tao nổi tiếng đùng mà nó nói chuyện nghe muốn dễ mở. Còn túi sách đâu hết sạch rồi. Quay giờ không vô đời hết sạch rồi vô. Em với chị Heo với chị Hương lập công ty. Ừ, ba mày lập công ty nó xé lồn. Ba mày nó xé lồn dồn cháu luôn cho đủ luôn. Ừ, ba mày lập công ty đi. My Lâm ơi, chia sẻ mà chừng nào nó hiện lên là người chia sẻ nha My Lâm. Rồi, 200 trên 200 view đi. Bán hàng bơm. Hàng bơm hôm nay mấy chị mua trưa nay với lại tối hôm nay mua cũng không hết hàng. Chỉ có 6 bao tải chứ không nhiều hết chị. Chỉ có 6 bao chứ đâu có nhiều đâu. Hàng chín tấm bộ gì bên em cũng có nha. Rồi bấm nút chia sẻ đi mấy chị. Cái gì cũng có hết đó Nhi à. Nó bây giờ là lên hàng bơm nha. Bây giờ là chương trình là lên hàng bơm. Giờ tôi bán cái đầu tiên đó mấy à.
Mấy chị nhớ cái xích bộ này tối hôm qua tôi bán không? Xích bộ tối hôm qua tôi bán áo dây tầng này, nhưng mà tôi không thích cái quần váy này, cho nên tôi sẽ bán lại cho mấy chị 60 ngàn. Bộ này 200, nhưng mà tôi bán cái quần váy lại cho mấy chị 60 ngàn. Quần váy này từ 80 tới 90 ký bao đẹp. Rồi, bán 60 ngàn quần váy 80 tới 90 ký bao đẹp. Rồi, xã hàng bên khách chia sẻ mới bán, riêng bình luận nha. Sơ mi hàng suốt ngày hôm qua về, có thể là chiều nay về thêm. Ngày hôm qua về sơ mi hàng suốt rồi, có thể là chiều nay về thêm. An Bình nè, bé An Bình 80 ngàn. Có chia sẻ live stream không? Em nói thiệt, có chia sẻ live stream em mới bán nha. Mỗi một shop nó có một cái quy định riêng. Quy định của bên em là không cho kiểm tra hàng, là không cho kiểm tra hàng. Con chị nào nói trời ơi, đủ mẹ mày bán lừa đảo sao mày không cho kiểm tra? Tao bán lừa đảo hay tao bán cái con mẹ gì là đó là cái chuyện của shop tao. Họ quy định của shop tao là y chang vậy á, y chang chẳng hạn nó vậy á nha. Cho nên là mấy má đừng có ý kiến. Một cái shop tôi chẳng lẽ vì một cái bill 300 ngàn, 200 ngàn của mấy má tôi đi lừa đảo để tôi dẹp chiếc cơm, không có chuyện đó. Lừa hay không là từ mấy má. Bọn má đừng có coi như cái đồng tiền như bánh xe bò ở nhà nằm phỉnh tháng lên. Shipper đem cục hàng tới tận giường, tụi bay mở ra, tụi bay chê khen, rồi tụi bay chọn cái này được cái kia, không có chuyện đó. Đối với tao không có chuyện đó, thà bán ít ăn ít, chứ không có cái chuyện mà phục vụ và giống như má thiên hạ, mẹ thiên nhiên mà đi thành phố. Không có chuyện đó nha. An Bình 60 ngàn. Để chiều nay với ngày mai đi chị ơi, để chiều nay với ngày mai luôn, chứ giờ chị dặn là em không có nhớ được đâu chị Diễm. Hôm qua về áo, hôm qua về áo sơ mi trắng ngắn tay dễ thương quá trời. Chờ chị Công, chị... ủa em nhớ chị Công chăm sóc ở thành phố rồi sao sáng gửi đi Hà Nội ta. Hà Nội á anh. Nếu mà bữa nay lên hàng bơm, ngày mai em biết là sáng mai em không có làm bill, em đi bệnh viện em lấy thuốc nha. Tập trung hết tháng 1 là đường phải xuống để mổ, mổ tay với lại mổ bụng. Nó bơm làm nhiêu đây nè, nó bơm ít lắm mấy chị. Cục hàng của ai? Cục hàng của Hiếu Minh không có dấu Kim Giang. Hiếu Minh không giấu Kiên Giang. Rồi lên hàng bơm nha. Bán cho những chị có chia sẻ livestream. Ha. Bán cho những chị có chia sẻ livestream nè. Kéo cái like lên coi thử là bao nhiêu lượt chia sẻ. Ủa sao mới có 76 lượt chia sẻ vậy trời. Bé coi gì là bao nhiêu lượt chia sẻ coi. Cô gì đang like ở đâu hả con? Lên bên bay hả? Cần. Hiện lên người chia sẻ nha mấy chị nha. Đã chia sẻ là phải hiện lên người chia sẻ. Thấy Văn Kim 228. Rồi lên đồ nha mấy chị nha. Đây là cái dâm 80kg tới 85kg, 75-85kg cái dâm này. Dâm này là dâm hàng xuất. Dâm này có độ co giãn. Rồi bây giờ bán dâm này cho mấy chị 110 ngàn. 110 ngàn. Dâm 75-85kg. Dâm này dâm dài. Dâm á mấy chị à, đâu có phải 3 bao tải đâu, biết 6 bao tải. Rồi mấy chị yêu ơi, dâm 101 ngàn. 75-88kg cũng vừa nha. 75-88kg vừa. Dâm này á, nếu dài thì mấy chị tự lên like, tại vì hàng xúc nó rất là dài ha. Rồi, Diễm Phan, Diễm Phan vô inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Bé Lùng kiểm tra không có bill nào là xả bill đó luôn. 101 ngàn của chị Diễm. Diễm Phan không có chia sẻ em không bán nha. Chị Diễm Phan không có chia sẻ em không bán ha. Rồi kiếm người khác nè. Làm ơn đừng bấm hàng giùm em cái mấy chị.
Dạ có cái bây giờ hàng bơm mà có cái nào là bán cái đó hả chị? Có cái nào là bán cái đó chứ giờ cũng không biết được chị. Đại khái là rất là nhiều người bơm hàng khoảng cỡ 6 bao tải hàng bơm thôi mấy chị. 6 bao. Chị Diễm Phan ơi, chia sẻ chừng nào hiện lên người chia sẻ mới bán được nha chị. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục nè, bán đầm này. Đầm này dưới 90 gì anh? Chia sẻ phương phương giùm đó. Ai? Phương Phương giùm đó. Phương Phương giùm. Phương Phương ơi, inbox giùm cho em địa chỉ em số điện thoại nha Phương Phương ơi. Phương Phương trăm mốt nè. Phương Phương inbox giùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Coi kiểm tra của Phương Phương nè. Em nhìn hàng em muốn xỉu luôn á Thảo Nguyên. Em bị cô huyết ốp luôn á mẹ. Em nhìn hàng mà em muốn đứt chi nứng luôn á chị. Dạ không, em kiểm tra ở trên bài viết này, em kiểm tra chi chị. Nè chị thấy chị Văn Kim không, chị thấy chị Thảo Nguyên không, chị nào cũng hiện lên là người chia sẻ hết trơn á. Rồi đây mấy chị ơi, đây là một cái đầm dưới 92, 93, 94, 95kg. Rồi đầm hàng xuất này em bán cho mấy chị với giá 101 luôn. 101 đầm này dưới 92, 93kg nha. Chị nào chốt cái đầm 92kg comment giùm em đầm 101 luôn. Bán luôn cho mấy chị Thấy Bảo Nguyên. Bán luôn cho mấy chị đầm này với giá 101 dưới 95kg. Dưới 95kg nha mấy chị, dưới 95kg ok. Đầm này chị nào chốt comment giùm em đầm 101 có chia sẻ mới bán, không chia sẻ em không bán. Dạ y vậy á mấy chị ơi. Đầm 101 của Thảo Nguyên. Thảo Nguyên này inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Thảo Nguyên. Còn chị nào khách cũ thì vô fanpage dơ giùm em cái ngón tay lên cái. Thảo Nguyên nè, 101 đầm 95kg của Thảo Nguyên kiểm tra nha. Kiểm tra giùm em cái. Tiếp tục mấy chị ơi, đầm Quảng Châu, đầm Phân Xuân Quảng Châu. Đầm Phân Xuân Quảng Châu. Đầm này sale cho mấy chị còn 170.000. Đây ha, đầm này chị nào dưới 90kg cũng vừa. Đầm Phân Xuân, đầm này vải mùa hè này mặc cực kỳ mát luôn. Comment giùm em đầm 170.000 nha. 170.000 đầm này 70-90kg. Comment lên giùm em ha, là đầm 170. Mấy chị comment lên giùm em cho đúng, với lại chị nào có chia sẻ em mới bán, không chia sẻ em không bán y vậy á. Chán lắm chị, nói chung là trưa giờ em bị cao áp luôn á, phải bình tĩnh lắm luôn á. Đầm 170, còn những chị nào em vừa chốt hàng là làm ơn cho địa chỉ số điện thoại. 2 phút sau không có là anh Phúc sẽ xả bill nha. Đầm này 70-90kg, 170.000 đồng. Chị nào chốt đầm chốt lên giùm em. Áo hồng treo hả chị? Áo này dưới 85-88kg nè, áo này 150. Ngô Phương ơi, bấm nút chia sẻ giùm em nha. Không có chia sẻ em không bán không hả chị? Không có chia sẻ em không có bán lỗ gì đâu. Nguyễn Thủy, con Nguyễn Thủy Quảng Trị cũng vậy, bấm nút chia sẻ giùm em với. Rồi lên tiếp tục nè mấy chị ơi. Áo 180. Chị lấy cái gì chị comment rõ giùm các chị. Hà Anh Tương ơi, Hà Anh Tương đầm 170 comment giùm em là đầm 170 ăn cái gì á. Hà Anh Tương 170.000 của Hà Anh Tương. Có size chị Trinh Đô ngồi chơi với em nha. Áo 180 sale còn 130. Áo này là size từ 65-70kg tới 100kg. Comment giùm em áo tờ báo 70kg tới 100kg, áo 130 sale luôn nha mấy chị, 130. Chị nào chốt áo 130 comment lên giùm em áo 130. Áo 130.000 nha mấy chị nha. Hàng bơm áo 130.000. Đây nè, cái quần này là không có mặt luôn á mấy chị. Dạ gửi đồ cho Võ Ngọc Dầu rồi. Mấy chị ơi comment rõ ràng, đừng có comment là cho em cái đó, cho em cái đây gì hết đó nha. Ngô Phương. Ngô Phương 130.000. Chị lấy cái áo hồng phải không chị? Áo 130 khách lấy rồi nè. Còn vô mà hàng bơm mà chọn xong xả nữa thì tôi dịp mẹ khỏi bán, khỏi mua đồ luôn đi nha mấy chị. Áo hồng ở sau của chị thôi buồn nè. Thôi buồn 150.000. Chị thôi buồn 150.000 áo nè. Lên tiếp tục nha mấy chị nha. Quần lính này là 201 nè mấy chị. Trời ơi tôi không có một cái để tôi mặc luôn á mấy chị. Nó cực kỳ đã. Quần này mà 70-92kg là mặc hơi bị sướng luôn. Hàng Quảng Châu vải rất là đẹp. 201 sale còn 160 quần lính.
nào chốt quần lính chốt lên giùm em. Chị nào chốt quần lính chốt lên giùm em 160 ngàn. Người ơi buồn lắm, chị không thấy bill em lâu luôn á. Để chút xíu nữa chị đi lấy cái áo cổ tim rồi về chị giải quyết cho em. Các cái con cà mẹ đây giờ biết sao giờ. Quần lính của chị Phương sô-cô-la gì? Có làm hả? Có làm hả? Chị để chút xíu nữa giải quyết cho. Quần lính của Phương sô-cô-la 160. Phương sô-cô-la có địa chỉ với số điện thoại nè. Sáng chị gửi bill cho Phương rồi nha. Còn bill đây là có thể là thứ hai chị mới gửi nha anh Phương ơi. Bên chị Yên là không có cho kiểm tra hàng khi nhận ha. Lưu ý giùm cái Phương sô-cô-la nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Cái chân bấy này là em vừa nè. Nhưng mà em bán dưới 75kg thôi. Tại vì em cao nó khác. Trời ơi, xíu chị Yên hả? Chị đem em về nuôi mẹ đó đi chị. Đem em về nuôi mẹ đi. Đây là mấy chị ơi, chân bấy quần. Nhưng mà thực sự là em cũng vừa. Nhưng mà thôi bán cho mấy chị thì dưới 70-75kg thôi ha. Rồi chị nào chốt chân bấy quần này. Chân bấy quần này sale cho mấy chị cũng còn 160 ngàn đi. 160 ngàn chân bấy quần. Chị nào chốt chân bấy quần dưới 75kg chốt lên giùm em. Vải cực kỳ co giãn và cực kỳ đã. Cái gì bên em cũng có. Nhưng mà giờ đang xả hàng bơm á Thảo Phương à. Anh kiểm tra hai cái nick kia có địa chỉ số điện thoại chưa? Chân váy của An Nhiên nè. Gửi giùm em An Nhiên chân váy 160 với. Chào chị Dung Cam. Áo khoác lính nha. Áo khoác lính. Cục này của Huỳnh Phương Tiền Giang. Áo khoác lính dưới à, áo khoác lính 60-65kg. Áo khoác lính 60-65kg. Nói chung là dưới 70kg á đẹp không mấy chị. Rồi sale cho mấy chị còn 180 ngàn áo khoác lính. Sale cho mấy chị còn 180 ngàn áo khoác lính dưới 70kg. Áo khoác lính dưới 70kg nha. Sale cho mấy chị 180 ngàn. Chị nào lấy áo khoác lính lấy giùm cho em nha. 180 ngàn áo khoác lính. Không có cái bì lớn được áo khoác lính không? Ủa lộn lộn mẹ ơi, áo khoác lính mà nghĩ sao tôi đọc áo khoác lính. Ô tao bị đứt dây kít, ô tao bị khùng rồi. Má thiệt, bom hàng quá tao bị đứt dây lớn luôn à. Lon lê vỏ áo khoác bình thường nha chị. Chị lon lê vỏ không chia sẻ là không có chốt đồ nè. Tổ ong tím em lấy áo khoác. Tổ ong tím inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Tổ ong tím 180 ngàn. FG áo khoác lính người ta kêu áo khoác lính. Áo khoác áo trắng trên ghế 150 luôn chị. Áo này hồi trước là túi nó bị rách dễ thương lắm chị. 150. Inbox địa chỉ kèm số điện thoại chị. Đúng. Hàng bơm nhiều sản thiệt đó chứ. Cũng mát sản luôn rồi. Thì cái mặt không thể vui như mùa xuân được. Áo trắng này là dưới 85kg cũng vừa nha. Dễ thương lắm chị. Bơm nhiều quá, cái nhiều quá nhiều. Với lại nhìn cái hàng về. Với lại nhiều cái con mình vô mình báo nó hàng bơm á. Mà nó trả lời mất dạy. Mắc mệt. Áo trắng 150. Lên tiếp nè mấy chị. Chị nào mà vừa chốt hàng xong là inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Bộ này dưới 70kg nè. Thiệt á, cái bộ này tôi nói thiệt với mấy chị, tôi không có bán luôn á. Ừ, không biết nói bậy luôn á gái. Thiệt. Coi như bộ này tôi không có bán luôn nè mấy chị. Mà may mà gọi áo khoác nước. Mà vớt khung giùm tôi cái. Bớt khung giùm tôi một cái. Bộ này dưới 70kg nè. Bộ này mà chị nào 60-67kg thôi là sẽ đẹp. Chỗ đây thắt thành cái nơ nha. Nhưng mà bộ này vải đẹp lắm. Bộ này chị nào 60-67kg hút bộ này. Bộ 9 tấc này sale cho mấy chị còn 150 ngàn. 240 sale còn 150. Chị nào 60-67kg hút cái bộ caro này nha. 60-67-68kg hút bộ caro. Bộ caro sale cho mấy chị còn 150 ha. Đó. Bị hàng bơm rồi còn đóng cước thêm nữa.
Rồi quăng hết ra đây nè con à. Rồi hàng teo lỗ. Chị tổ ông Tím không yên bóc bà xã đi. Bên em không gọi điện chốt hàng đâu nha tổ ông Tím. Bên em á là ha. Bên em là chốt đồ xong là inbox địa chỉ số điện thoại để chụp bill. Chứ không có cái chuyện mà gọi điện chốt hàng đâu nha anh chị. Còn chị không có, chị tổ ông Tím một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là em xả bill có y vậy em. Áo trắng 3 cái. Sao biết tao còn 3 cái hay mày quỷ. Nè, bỏ cho sĩ hóc môn nè. Liền đây nè, sau rồi từ từ tính sau. Sĩ hóc môn 3 cái. 450 của chị Hương Nguyễn thành phố nè. Gì vậy? Hương Nguyễn thành phố 150 ngàn nè. Cái bà Hiền lên là mà vô comment cạc 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 vậy. Đủ má thiếu hay sao vậy má nội? Thiếu hay sao má nội? Cạc ở lũng đi. Bộ caro khách lấy cho chị chính đổi. Em định kêu chị mà kêu không kịp á. Tao nói thiệt với tụi bay á, cái độ mà khách ủng hộ tao là tụi bay có phá một con là cũng có xe nhê. Giống như tụi bay giống như là một cái con tinh trùng bị khuyết tật thôi, cho tụi bay không có làm gì được đéo sao. Bông nguyên tử á chị. Rồi mẹ nó bán rồi cũng hết à. Bán nếu mà không có tiền thì đi vay ngân hàng. Không vay ngân hàng là vay nóng vay mùi. Không có nữa về ba má nuôi. Dễ chịu. Em bán cái quần sọt size 65kg cho mấy chị 100 ngàn là quần này có co giãn nha. Comment giùm em quần sọt 100 ngàn 60-65kg. 60-65kg quần sọt nha mấy chị nha. Bộ caro khách lấy rồi chị chính đổ ơi. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Quần này 60-65kg luôn. Quần đen 60-65kg. Sale cho mấy chị giá nhiêu luôn hả? Sale cho mấy chị giá 140 ngàn. 140 ngàn quần đen size 65kg. Quần sọt sale cho mấy chị 100 ngàn quần sọt size 65kg ha. Chị nào có chia sẻ em sẽ bán. Chị nào không chia sẻ em không bán. Em là phát một mà mấy chị à, đừng ấy nhiều với em mệt lắm. Rồi kéo lên nha chị Hằng Thanh quần 100 ngàn. Quần sọt của chị Hằng Thanh 100 ngàn nè. Chị Hằng Thanh có chia sẻ có bán nha. Em không chia sẻ là em không bán đâu. Đang bán hàng lũa mà em đâu có rảnh. Đang ngồi banh hàng banh hán. Banh mỏ ngồi bán biết mấy chị. Chị Hằng Thanh còn bill phải không anh? Chị Hằng Thanh 100 ngàn nè. Nè bé Hằng Thanh 100 ngàn. Áo thun chế chưa em tầm lâm 20 cái ok. Quần 100 ngàn hết. Quần sọt khách lấy. Quần đen của Phương Phạm không chia sẻ em không bán nha. Thì em đưa cái sọt lên em kêu cái này là 65kg dừa là nó sẽ là 65kg dừa. Chừng nào mà em nói 65-70kg dừa là chị sẽ là 65-70kg dừa. Còn em đưa lên 65kg dừa có nghĩa là 65 trở xuống sẽ dừa. Quần 140 hình tràng không chia sẻ không bán. Rồi lên hàng bên tiếp tục. Đầm phơm suông vẫn còn nha. Đầm phơm suông 170 vẫn còn đây. Hello chị. Rồi Phương Phạm lấy gì chốt lại đây. Giờ thấy Phương Phạm chia sẻ rồi đó. Áo Fendi 180 sale cho mấy chị. Còn 130 cho những chị có chia sẻ live stream 70-100kg. Áo Fendi bán cho mấy chị 130 ngàn. Sáng nay các cục hàng là của Trần Trinh không vậy con? Chút nữa các cục hàng là của Trần Trinh để lại gửi lại cho chị Trần Trinh nha. Áo 130. Quần rin 140 của Chi Bùi nè. Nếu là chị Chi Bùi là khách cũ thì vô tin nhắn giơ ngón tay lên nha. Bé bỏ vô cho Chi Bùi nè. Chi Bùi 140. Nếu chị Chi Bùi là khách cũ thì vô trong tin nhắn giơ ngón tay lên giùm em. Chi Bùi. Bé lấy bịch bóng gương đi. Áo 130 của Bích Heo. Bán hàng dũng chơi, đồ chơi quá.
Chị Nguyễn Thủy quản trị bắt rút chia sẻ nha. Chứ không hồi tờ tới áo tức là chốt không được đó. Tiếp theo. Tiếp theo cặp bà. Coi lấy bút lông với bình bóng gương sẵn rồi nha. Quần riêng size 34 Nguyễn Bích Thủy. Bích Thủy là Bích Thủy không à? Nói đó. Quần riêng size 34, quần này là quần 9 tắc Burberry nè. Quần này quần 9 tắc Burberry. Quần này 270 giờ sale cho mấy chị còn 190 ngàn. Chị nào chốt quần 190 ngàn, chốt giùm em quần này là khoảng cỡ dưới 77-78kg nha. Có nghĩa là khoảng cỡ từ 73-78kg vừa. Chị nào chốt quần này chốt lên giùm em quần riêng 9 tắc 190 ngàn. 190 ngàn quần, quần size 34. 190 ngàn quần size 34. Chị Thị Lê Thu Nguyễn bấm nút chia sẻ đi chị. Quần này cũng size 34 nè mấy chị. Quần dài không rách có đường gân. Quần dài không rách có đường gân. Sale cho mấy 270. Sale cho mấy chị là sale cho mấy chị là 190 ngàn luôn ha. Rồi quần này cũng size 34. Quần này nó có rách ở trước này rất là dễ thương nha mấy chị nha. Rồi, quần comment giùm em riêng dài bạc size 34. Dạ, em đang like hàng bơm mà chắc chút cũng có chị Chi Bùi. Chị Chi Bùi khách cũ phải không? Chị Bùi hổm giờ mua em một hai bill gì rồi phải không chị? Rồi, quần riêng này size 34 nha. 34 mấy chị ơi. Một là quần chính tóc xám, hai là quần riêng bạc. Chị nào chốt cái gì thì chốt lên giùm em. Văn Vinh la ghi bình thường. Em chỉ riêng dài bạc. Từ coi từ chốt Minh Tâm lấy gì vậy? Quần riêng 34 Minh Tâm lấy quần riêng lửng, quần riêng là dài Minh Tâm ơi. Lấy quần riêng lửng mà dài chốt kiểu này chắc chết luôn á. Chốt kiểu này đợi mấy má chốt xong hàng chứ không biết chừng nào chốt cái đồ nữa. Mẹ em chia sẻ em chốt cho chị Mê Nhon. Mẹ em chia sẻ đâu. Nói mẹ comment lên đi. Minh Tâm quần riêng lấy gì? Nè. Từ để coi thử Minh Tâm chốt cái gì à? Dạ không có được quần đùi chị Hoa Trạch. Rồi bây giờ chốt quần dài này cho Kỳ Anh đi. Kỳ Anh 190 nè con. Bây giờ em chỉ còn quần quần chính tóc thôi nha. Bây giờ em chỉ còn quần chính tóc thôi. Chị nào chốt quần 34 chính tóc chốt lên giùm em với. Đây là một cái đầm size 80kg. Khách lấy rồi Minh Tâm ơi, mày lâu quá lâu rồi. Đây nè mấy chị ơi. Đây là một cái đầm cực kỳ đẹp. Đầm này mấy chị đi ăn cưới được nha. Ở sau lưng nó có cái bệ giống như là thủy thủ á. Đầm này là size từ 73-80kg vừa. Đầm này phơm dài vải đẹp lắm. Sale luôn cho mấy chị 150 cho hết hàng. Comment giùm em đầm nha. Nhiều lắm chị Thi Lâm ơi. 6 bao tải lộn ngừng tay mua phụ em với. Jelly tròn 70kg 1m5 mặc được nha chị Jelly tròn. Em chỉ còn đúng một cái quần chính tắc size đó thôi. Size 34 thôi nha. Chị nào chốt chính tắc chốt giùm em. Bỏ vô bình cái con tầm 150. Size 34 mặc được nha Jelly tròn. Nhưng mà chỉ còn cái chính tắc thôi. Cái kia hết rồi. Đầm 150 của chị Bùi. Đầm 150 của chị Bùi. Rồi tiếp tục nè. Em Trần Ngọc Khánh Vy. Em không có cái mơ ước gì cao sang lớn lao quá đó mấy chị. Đầm khách lấy rồi. Chị Xuân Phương ơi, tí xíu chốt đầm để từ từ cho địa chỉ số điện thoại sau nha chị nha. À, hàng bơm hết cho chị Mai Lan Hòa. Có chốt cao sang ở cô lại vậy? Thôi buồn hả? Vì có chốt cái áo trắng cho cô thôi buồn. Giờ chốt. Giờ chốt cô ấy. Ôi buồn 150 nè. Quả sao không thấy ta? Đang lên hàng bơm chị. Trời ơi cái đầm 90kg à. Đầm này 82, 83 tới 90kg. Đầm này đi ăn tiệc được mà con quỷ sứ nó bơm em nè mấy chị.
Cái đầm này vải đẹp lắm. Đầm này vải tuyệt vời luôn á mấy chị. Đây nè. Đây nè mấy chị à. Nè cái tay nè cưng không. Nè mà vải đẹp lắm luôn á. Đầm này chị nào 83, 84 tới 90, 92 kg vẫn vừa. Đầm này sale cho mấy chị 170. Đầm này 170 ngàn. Thấy chị tôi buồn nha. Thấy chốt áo trắng rồi. Bây giờ chỉ còn một cái quần chính tất thôi nha. Đây em cho mấy chị coi lại cái quần chính tất nè. Bây giờ chỉ còn đúng cái quần chính tất thôi. Chị nào chốt quần chính tất Burberry chốt lên giùm em ha. Chính tất Burberry đầm 170 của Xuân Võ. Xuân Võ dơ vô trong tin nhắn dơ ngón tay lên giùm cái nha. Người ta giải cứu nông sản còn chị em mình giải cứu hàng bơ. Để tao kêu Phú Yên chở hai xe tải vô tao mày bán nha chị. Chị Yên thấy em bình luận không giờ chị Yên mới thấy. Nãy giờ chị Yên không thấy em chụp qua phải. Em chụp qua phải người bạn đó. Không hiểu gì hết chị Thủy. Chị Zen Lê Trần nè. Cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Chị Zen Lê Trần ơi 190 ngàn. Cái hàng này vải co giãn lắm. Chị mặc vi vu luôn á. Hàng này vải co giãn cực kỳ. Chị mặc vi vu luôn ha. Zen Lê Trần inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Chứ 2 phút nữa ông chồng em kiểm tra không có địa chỉ kèm số điện thoại. Mắc công xã bill gì lại rất là phiền. 190. Bên em không cho đồng kiểm làm ơn nghe giùm em bằng lỗ tai với nhau chị. Đầm 170 khách lấy rồi lôi lên tiếp nè mấy chị. Đáng lẽ trưa nay không có like nổi luôn á. Thiệt luôn. Nãy ông chồng em chở ba em đi bệnh viện về. Chở ba chồng em đi bệnh viện về. Người em nó đuối luôn á mấy chị. Cuối cùng cũng phải lót lên like. Em không có mơ ước gì nhiều. Em chỉ mong là mấy cái con bơm hàng em vú thì càng ngày càng nhỏ như cái hụt lúa. Mà đít thì càng ngày càng chà bá. Coi như đi đung đít mà đi đụng cửa mà văng ra lại luôn vậy. Em chỉ mơ ước nho nhỏ thôi. Mấy chị coi đầm gì mà đi bơm hàng em nè. Đó. Khi mấy chị mặc lên cái tà này nó sẽ cột qua đây nha. Và nó xíu xíu cái tà dưới rất là đẹp luôn. Chỉ có ở shop ý yêu mới may được những cái đầm như thế này thôi mấy chị. Cái gì anh? Cái gì? Xuân Phạm chốt gì đâu? Ủa chứ tự nhiên anh hỏi Xuân Phạm chốt là sao? Đâu có thấy đâu. Xuân Phạm chốt cái quần dài mà khách lấy rồi. Cái đầm này là size 73 tới 80kg nè. Đầm này giờ sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Comment giùm em đầm sọc. Đầm sọc 170 nha. Bé ơi từ từ cắt nữa con. Cao huyết áp luôn á. 170 ngàn đầm sọc. Chị nào chốt đầm sọc chốt lên giùm em từ 72 tới 80, 82kg đầm sọc. Chị nào chốt đầm sọc chốt lên giùm em đầm sọc nha. Hồi nãy có một chị chốt chân váy nè. Chốt cho Nguyễn Hiếu chân váy đi. Đầm sọc của Phương Sô-cô-la. Nguyễn Hiếu nè. Nguyễn Hiếu 106 nè. Chốt cái chân váy quần cho Nguyễn Hiếu 106 nè. Phương Sô-cô-la đầm sọc 170. Sao chị không thấy em mà? Dạ thấy chị nhưng mà chị comment sau em làm biến động á chị. Thấy chị mà. Nhưng mà chị Tiến Huỳnh không có chia sẻ. Chút nữa chị cũng có mua đồ được không? Rồi xét chín tóc size dưới 70kg. Xét chín tóc size dưới 70kg nha quý vị ơi. Nè vậy mà đi bơm hàng tôi nè. Bán 200 mấy kìa mẹ. Tôi giờ tôi sale cho mấy chị 150 ngàn. 150 ngàn dưới 72kg nha. Xét chín tóc 150 ngàn. Sale còn 72kg. Để từ từ chút có chị cho. Đưa cho. Đây 150 ngàn xét chín tóc của Lê Thanh Loan. Lê Thanh Loan không có chia sẻ với à. Lê Thanh Loan có chia sẻ rồi. Lê Thanh Loan có chia sẻ. Lê Thanh Loan. Nè. Nhớ không Kỳ Anh? Nhớ ngày hôm qua em kêu mà chửi bà mày la bà Lan Lê không? Đây. Bà nhắn cho tao đổi hai bộ đồ. Một bộ 240 với một bộ 320. Mà sáng nay tao làm bill của bà tổng cộng 4 món. Tao trừ hàng cho bà luôn. Trong khi đó hàng bà chưa gửi lên mây hồn. Xong rồi á, là coi như cái bill của bà gần 1 triệu á, mà thu có 200 mấy à. Mà bà chưa gửi hàng cho tao. Tao nghĩ là tin tưởng khách. Đù má. Bill gửi ra bưu điện rồi. Thấy cục hàng Lan Lê này 2 triệu mấy gì à đây. Tao lật đặt tao gọi bưu điện là tao gọi cho bà kêu là trước Tết là con bà bệnh, bà không đi lấy hàng.
hàng được. Xong giờ tôi kêu là em gửi lại cho chị, bà kêu là giờ bà không, bà nói chung là bà đang kẹt tiền mà không có tiền. Tôi kêu ủa không kẹt tiền vậy trước Tết á, bà lấp lửng trước Tết thì chị lấy đặt hàng làm cái gì. Khi bà lấp lai lấp lửng cái xong rồi mấy tao giật mình rồi, tôi kêu thôi hai bộ đồ chị đừng gửi lên em không đổi trả đâu. Tao gọi ra bưu điện hủy cái bill đó em gì cho tao. À, dạ chị chia sẻ em mới bán được nha chị Tiến Huỳnh. Thấy ớn gì đó sợ. Hồi nãy giờ ai dít lên nè. Quỷ bá tí tí gọi cái báo quần chị chạy dài dùm dính bãi rồi tối nhảy không kìa. Xét đen giống vậy để em lấy cái xét của em đưa qua cho chị. Bỏ vô tay. Trời ơi bà bỏ vô tay ơi, bà tập trung bà mua đồ đi, có cái đồ làm sao tôi gửi bill được mẹ. Mẹ nội trong cái đó tôi không cho dồn bill rồi, tôi sẽ cho dồn bill nhưng mà 1-3 ngày thôi mấy mẹ à. Thì có cho dồn bill nó nhiều điều nhiều khê lắm mấy chị. Cho dồn bill xong mấy chị không nhớ mấy chị mua gì luôn. Ủa chị Hồng Hương sao em không thấy chị chia sẻ vậy? Còn chị nào mà nhắm cái bơm hàng em rồi thì mấy chị đừng có thể đặt, đừng có đặt hàng. Vô đặt hàng đủ mấy em chửi về đội quần á. Chứ lúc đó đừng có nói đợi nó nha, mất công lắm. Nói thiệt với mấy chị cho em cực kỳ dễ chịu, mua hàng em không được là mấy chị không mua được chỗ nào đâu. Nè, bộ đồ mấy trăm của tôi nè, bộ đồ 650 của tôi nè. 650 mà sale còn có 480 mà. Đây, bộ đồ 650 sale còn 480. Đây mấy chị, dưới 75kg. Dưới 75, 77 nói chung là dưới 80kg vừa đó. Bộ này dưới 80kg ok, đây 650 sale 480, giờ sale 450 luôn. Chị nào chốt bộ này 450 chốt lên giùm em, bộ này 450 dưới 80kg. Đang bán nè mẹ nội. Dạ đúng rồi Kiều Anh, nhưng mà khách mới thì em sẽ, khách mới đầu tiên sẽ không có cho dùng bill đâu. Bộ này dưới 80-82kg cũng vừa nha, bộ em bé. Chị nào chốt cái bộ này là coi như mặc từ đây tới cuối năm nó cũng không xừ cái đít nữa. Bà cứ tự khắc hay bà Kiều Anh. Có nghĩa là bill đầu, bill thứ hai tôi có thể không cho bà dùng. Còn bill thứ ba là tôi sẽ tự. Khách mà nhận đàng hoàng là tôi sẽ tự tiết chế hết, hiểu không Kiều Anh? Tôi chỉ tiết chế những khách mới thôi, hiểu không? Rồi bộ này 650 sale còn 450 nè bé. Hỏi cho bà đi con. Tự khắc, tự khắc. Nói cho cũng ra dồn như chị, nhiều khách người ta mua liên tục á. Mình nói thì mình nói vậy thôi, còn mọi thứ còn lại là mình linh động hết đó chị Phương. Mọi thứ còn lại mình linh động hết đó chị. Ủa bé có đẹp mà, phải đẹp lắm. Đây là một cái đầm đi ăn tiệc nha mấy chị nha. Đây là một cái đầm đi ăn tiệc vải nhung vàng, 250 xe cho mấy chị còn 150. Còn mấy chị không mặc là em để dành em mặc like. Y vậy á, xe còn 150, nói chung là dưới 85kg cũng vừa, 70-85kg cũng vừa nha. Chị Trần Hồng Ngọc kìa. Anh ơi, xét FF Trần Hồng Ngọc 450. Anh ơi, kiểm tra giùm em cái nick này anh. Trần Hồng Ngọc á. Khách lấy rồi. Trước không để em, tới khi sale không báo em. Mày bị điên hả Trang, đủ máy vô chọc chửi nữa. Nhớ cái quần què đâu, một ngày bán mấy trăm sản phẩm, mấy trăm người comment mày, tao nhớ đâu mà mày vô bên đây mày ngồi mày nói vậy, mày còn điên. Máu đang lên tới não má nội. Đầm nhung vàng của Nguyễn Yến Ngọc nè, 150. Mình làm giúp chứ là tao là siêu nhân cao, bay lên cao rớt xuống ao cái đụng đủ má chấn thương tòa não khỏi nhớ luôn. Đầm nhung vàng đó đi ăn tiệc, đầm nhung vàng này dìa tay của con Yến Ngọc là mặt là thâu rồng, ta để xa nhau luôn. Bán cái đầm hàng xúc 90 ngàn cho cho vui, bán cho bỏ ghét. Nhưng mà cái đầm này size lớn lắm, đầm này size phải 90-95kg à. Chị nào mà 85-95kg bán cái đầm 90 ngàn cho đỡ nhục. Dạ bây giờ em đang lên hàng bom á Trần Quỳnh à. Bây giờ em chưa có lên hàng mới cho chị được đâu, thì chị tối nay hoặc là ngày mai đi, dắt ngày mai á, chứ tối nay cũng kịp cho chị. Đầm 90-85-95kg, 90 ngàn con, 85-95kg. Cái bà lan lê, cái mặt bà cũ hơn, cái bộ mà cái bộ
đồ mà bơm mày nè. Bây giờ bà tầm mùa nậu ta đi gái 90.000 của chị ta, của chị Xuân Võ. Xuân Võ thôi đừng gây lộn nữa mấy má ơi, đừng gây lộn nữa. Tại chị Phương nói chung là người ta cũng xót cho tôi đó bà anh, hiểu không? Tại tôi bơm hàng hoài à. Đây nè mấy chị, cái đầm đây khi mặc lên đẹp tuyệt vời luôn. Đây, đây nè mấy chị, đầm này là size từ 72 tới 82 kg nha. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em hả, khi mấy chị mặc lên mấy chị cột vô. Rồi đầm này sale cho mấy chị còn 170.000. Thủy bật lửa hả? Bỏ cục hàng ở trên trên kia đi. Thủy bật lửa mới mua hàng rồi đó. Đầm này size 72 tới 82 kg 170.000 nha mấy chị nha. Mua không được máu tôi cũng lên tới não. Đầm đen của chị Chi Bùi. Ủa chị Chi Bùi, chị mua về mặt hay làm gì mà thấy chị mua tùm lum size hết chị Chi Bùi ơi. Đầm 170.000 của Chi Bùi. Gửi rồi gái, giờ em mua đi chị cho dùng view cho nha. Đây đầm Chanel nè, hàng Quảng Châu nè mấy chị, hàng này vải đẹp lắm. Đầm này size còn cỡ dưới 82, 83, nói chung là dưới 85kg cũng vừa. Nhưng mà dưới 82kg đi cho nó đẹp mấy chị, vải đẹp lắm. Đầm này hả mấy chị, để coi thử nha bao nhiêu sale cho mấy chị nè. Đầm này là 450, bây giờ sale cho mấy chị còn 300. Đầm này 450, sale cho mấy chị còn 300. Đầm này là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Mấy chị comment lên giùm em, đầm 300 giùm em với. Đầm 300 nha quý chị ơi. Đầm 3... Sao bữa giờ chị Chi Bùi không nói em để em dồn bill cho. Đầm 300 hàng Quảng Châu, size còn cỡ 70 tới 82 kg. Chị nào chốt đầm 300 chốt lên giùm em nha. Mấy chị đừng có cãi nhau nha, tại vì nhiều lúc là khách cũng sót em á chứ. Đầm Chanel của Xuân Phương Huỳnh Lê con, Xuân Phương Huỳnh Lê 300.000. Thu Hương ơi bấm cái nút chia sẻ cái Thu Hương. Em có một cái áo 70 tới 100 kg nè, nhưng mà áo này chữ B đính đá nha. Để coi giá áo này là 250, bây giờ sale cho mấy chị còn 160.000 áo B, áo BB 160.000 áo BB. Chị nào có chia sẻ bán áo BB cho mấy chị 160.000. Trời ơi quá trời cục 70kg luôn Thảo Nguyên. Ủa nãy Thảo Nguyên cho địa chỉ số điện thoại cho anh. Đó. Nốt cái tỉnh vô nha. Đó. Xuân Phương Huỳnh Lê inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị. Xuân Phương Huỳnh Lê. Đây nè, Nguyễn Trang Ca nó có lấy bộ này không đây. Bộ này cũng dưới 80 mấy kg nè, 650 sale 450 cho hết hàng này mấy chị. Bộ này cũng dưới 80, 82, 83kg nè. Bộ Gucci đá. Bộ Gucci đá nha chị con. Áo BB của Nhã Tâm. À là lộn. Áo BB của chị Chi Bùi. Chi Bùi luôn hả? Chi Bùi luôn anh. Đang khui ra cục nào, đụng cục nào là bán cục đó gái. Bộ này 650, sale còn 450. Nói chung là hàng này mấy chị mặc vải sướng lắm. Hàng này mấy chị mặc vải cực kỳ thích ha. Bộ này 450, chị nào chốt 450 chốt lên giùm em. Nói chung là mấy cục hàng này size của chị Hà Tư nhiều lắm. Bé ơi không quan tâm dùm gì cả đi. Chị không inbox trong tin nhắn cho em chị Xuân Phương. Biết sao không, chị nhắn tin trong tin nhắn em. Khi mà em làm biểu em chụp qua cho chị dễ thấy, chị không có bị lừa đảo. Thu Hương bộ 450. Thu Hương Quảng Trị anh ơi. Tiếp lại dùm chị và con Thu Hương Quảng Trị 450. Giờ không thích bán, giờ tặng nè. Tặng chung váy size 30, chị nào có chia sẻ comment đó nha. Thôi thôi khỏi bán rồi đi, đừng nhiều chuyện quá.
Con nó cũng điêu như điêu thuyền á. Hỏi bán đi. Comment giùm em Quảng Ninh. Dạ đúng rồi, tóc mình Kỳ Thu Hương ở ngoài đó à, Quảng Ninh, Quảng Trị gì đó. À, chị quên rồi. À, đã chia sẻ. Có hàng em không chị? Đã chia sẻ. Comment giùm em là đã chia sẻ tặng chân váy size 30 nha. Comment giùm em đầy đủ câu đã chia sẻ tặng chân váy size 30. Chưa có chị nào comment trúng hết á. Đã chia sẻ tặng Zen đi Phạm chưa chia sẻ nè. Đã chia sẻ tặng chân váy size 30. Đã chia sẻ tặng chân váy size 30. Bộ 450 khách lấy rồi chị Nguyễn Thị. Đã chia sẻ tặng chân váy size 30. Em có cái đầm phơm suông nè mấy chị. Đầm này dưới 80kg bán cho mấy chị 150. Đã chia sẻ tặng chân váy size 30. Chị Hằng Nguyễn comment đúng nhưng mà không có chia sẻ. Bé My Vũ chưa có bill luôn, bé My Vũ ơi. Tặng cho Hằng Thanh nè. Tặng cho Hằng Thanh. Hằng Thanh không có nhau. Đầm này bán cho mấy chị 150. Dưới 80kg. Trăm rưỡi. Vừa la vừa ngủ gục luôn á mấy má. Có gì giờ ai like hàng bom giùm tôi. Đầm này size dưới 73-74kg đầm sơ mi. Đầm này đầm sơ mi mà có dây nịt ở giữa rất là đẹp nha. Rồi sale đầm này cho mấy chị 140 đi cho hết hàng. 140 đầm sơ mi. 140 đồng sơ mi, chị nào chốt đồng 150 nè. Đồng 150 cho chị Nguyễn Hạnh. Đồng 150 của chị Nguyễn Hạnh. Chị Nguyễn Hạnh vô tin nhắn giơ ngón tay lên giùm em. Đồng sơ mi bán cho mấy chị mới nói nhiêu quên mất mẹ rồi. 140.000. Áo hồng ở trên cho em. Áo hồng nó có mấy màu lận chị. Em có màu hồng ruốc nè, màu vàng nè, màu vàng với lại màu xanh ngọc nè. Đó, chị lấy màu gì thì báo giùm em nha. Đầm sơ mi. Đầm sơ mi của Thúy Nguyễn gần nhà nè. Thúy Nguyễn gần nhà 140. Ôi mẹ ơi, giờ đừng có chữ nữa, tôi mệt lắm luôn á, thiệt á. Đủ má giờ chữ nữa đập đầu mày thức chết mẹ luôn á, đừng nói gì hết á. Giờ muốn bán nhiêu kìa mẹ đi, bán nhiêu ra hàng là bán đi mấy má. Màu hồng của Nguyễn Mai Bình Định. Đầm sơ mi khách lấy rồi quý chị ơi. Nè bán ghi ra Nguyễn Mai nè. Nguyễn Mai ghi chữ Bình Định nha. Gì vậy chị Thủy? Có bộ 450 cho em bộ. Cho em bộ áo phót đẹp nữa em đi làm mà giờ coi được. Dạ để chút nữa có em để chị cho. Quần rin size 41 tương đương 95-100kg. Quần rin size 41 tương đương 95-100kg, 105kg cũng vừa. Đây là mấy chị. Quần LV nè. Quần này sale cho mấy chị còn 200.000. 200.000 quần này size 95-100kg quần LV nha. Chị nào chốt quần LV chốt lên giùm em 200.000. Gặp cái mông bé đi. Áo thun 70-100kg 108 sale còn 103. Ê mấy chị, 108 sale còn 103. Chị nào chốt lên giùm em nha. À, cái gì em cũng có nhưng mà giờ đang xả hàng bơm đó chị ạ. Giờ đang xả hàng bơm cho nên còn gì bán ở đó ấy. Từ từ lên hàng mới xong. Áo thun 103 của Chi Bùi nè con. Chi Bùi áo thun 103. Đầm tiếp tục đầm. Đầm sale
em còn 170 luôn, 80 kg. Ồ, quần em vì sai động lắm em. Nè, quần này mà là coi nè, ao đầm này mà coi là đầm đuôi cá nè quý vị. Đầm đuôi cá size XL. À, em nói chị Chi Bùi nghe nè, size L là dưới 70 kg, size XL là dưới 80 kg, size XL là dưới 90 kg và size 3X là dưới 100 kg. Người mập mà chân đẹp đó nữa mẹ. Đây mấy chị ơi, đầm này dưới 80 kg, đầm đuôi cá ăn tiền ha. Chị nào chốt đầm đuôi cá ăn tiền thì chốt lên giùm em nha. Ở trên đây có một cái cài áo nè, đầm đuôi cá ăn tiền sale cho mấy chị còn 170 ngàn dưới 80 kg đầm đuôi cá nha. 170 đầm đuôi cá con. Tối có like nha chị Thanh Anh, tối có like. Rồi tiếp tục áo xám. Áo xám 180 sale nè, áo xám 180 sale còn 130. Áo gu xì vàng 180 sale còn 130. Đầm đuôi cá của chị Chi Bùi con. Chị Chi Bùi ơi, chị chuyển khoản cho em đi, em gửi xe cho chị cho nha. Mua nữa đi, thứ hai gửi. Linh Hồi đầm 170 hụt rồi nha chị. Chi Bùi chị mua bán dạ. Áo thun, comment lên áo thun nha. Hiền Nguyễn chia sẻ đi để được mua đồ chứ không em không bán. Kim Ngân cũng vậy ha. À, không có sai đâu chị. Chị Quốc Khang bấm nút chia sẻ áo vàng của Ngô Phương nè. Áo vàng của Ngô Phương. Ok. Ngô Phương 130 ngàn nè. Ngọc Diễm Quỳnh bấm nút chia sẻ đi chị ơi. Tối nay mấy giờ like để em biết. Dạ còn cỡ 8:30 chị. Đầm đuôi cá khách lấy rồi. Bây giờ chỉ còn áo cờ Mỹ màu xám thôi. Đầm đuôi cá khách lấy. Bây giờ em chỉ còn áo cờ Mỹ màu xám. Chị nào chốt áo cờ Mỹ và áo xám của Nguyễn Hiếu nè con ơi. Gửi giùm gì Nguyễn Hiếu có dấu 130. Nguyễn Hiếu có dấu 130. Gì mà khủng khiếp thì đây bao hàng lớn của con quỷ tên Nguyễn nè, con yêu nghiệp nè. Không, cái này là Thanh Bình Lê. Thanh Bình Lê bỏ lại gửi lại cho Thanh Bình Lê nè anh ơi. Cuốn lại giùm em nha. Nói chung là chị Chi Bùi mà lấy hàng em về bán là nói chung là vải rất là ok, cho nên chị cứ bán cực kỳ tự tin đi. Áo đẹp lắm nha mấy chị. Thôi em chưa có áo này để em mặc đây. Hỏi bán. Em lấy đầm vôn là đầm nào gái? Đầm vôn nào hả Thanh? Áo tắm khách, áo khác khách mấy rồi. Mua lại vợ bầu nhưng mà với chân váy em bán sale cho mấy chị 140 luôn, 240 bán sale 140 luôn. Tết này là tết mua lại vợ bầu, tết này dưới 72 kg nè. Tết này là tết mua lại vợ bầu, vải cực kỳ co giãn nhưng mà kèm chân váy. Tết mua lại vợ bầu kèm chân váy sale cho mấy chị còn 140. Chị nào chốt tết mua lại vợ bầu chốt dùm lên em. Tết mua lại vợ bầu 140, size dưới 72 kg, size dưới 72 kg tết này nha. Chị nào chốt cái này chốt lên giùm em. Phương Thảo chưa có chia sẻ nha chị Phương Thảo. Phương Thảo không có chia sẻ em không bán đâu. Áo đẹp lắm mà thôi để mặc đi. Hồi bữa dòng tới dòng lui chưa có cái áo đó mặc má nội. Nè con trong tư. Tư của ai vậy? Chưa có ai á. Nguyễn Ruby. Đây là cái bà mà coi như là để em kể cho mấy chị nghe, mà Nguyễn Ruby là một cái bà khách kỳ cựu nè. Khách lấy rồi. Xếp 140 của Linh Hồi. Linh Hồi ơi inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Cái cục hàng của Nguyễn Ruby là size từ 85 tới 100 kg nha. Nói chung là lấy toàn đồ đẹp không. Em không hiểu sao Nguyễn Ruby lại bơm hàng. Không biết cái nick bị gì, nhưng mà nếu cái nick bị gì thì còn cái số điện thoại, tại bãi làm ăn lớn mà. Mà số điện thoại cũng không có ok.
nha. Đặng Kim Bảo, hình như Đặng Kim Bảo hồi bữa có bơm hàng em hay sao á. Ủa Đặng Kim Bảo thành phố mà. Ai nói Đặng Kim Bảo thành phố? Anh kiểm tra thử Đặng Kim Bảo ở đâu à? Có Đặng Kim Bảo quận 6 gì mà. Có một cái chị gì mà. Từ 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 nha. Kiểm tra giùm em cái hay xử lý sau. Chị coi nha, nếu chị tính nhầm là
Nếu chị lỡ tính nhầm thì em cứ nhận hàng đi rồi báo chị, khi nào nhận hàng xong báo chị chuyển khoản chị trả nha. Chút xíu nữa vô chị coi nha em. Chờ chị chút yên tâm. 287 số 2 sắp lấy rồi. Áo này hồi tết tôi mặc mà ông Phước thích nè. Còn tôi thì tôi không có thích cái kiểu mà dài dặn quá. Nhưng mà thực sự là cái áo này vải này nó quá tuyệt vời. Nhìn trời. Áo này mà chị nào 90kg mặc cũng vi vu, mà 95kg mặc cũng ok lắm nha mấy chị nha. Áo này giá nhiêu? Áo này 250. Mã số 3 khách lấy rồi chị. Ủa áo beo này nãy tôi nói mã số gì quên mất mẹ. Áo này từ 70 tới 95kg cũng vừa. Comment giùm em là áo màu nâu nha. Còn cái này mấy chị comment giùm em áo màu beo bạc. Số 4 của Hà Anh Tương beo bạc này. Số 4 của Hà Anh Tương beo bạc. Số 4 Hà Anh Tương beo bạc. Em còn một cái này, vải cực kỳ đẹp ha. Áo mà tôi để dành mặt là mấy mẹ biết rồi nha. Chia sẻ 4 lần mà chưa được. Dạ chị cứ mua đây chút xíu nữa em kiểm tra cho nhắn chị gì đâu. Đây nè, 4 cái quần sọt, 6 cái quần sọt chưa, 6 cái quần sọt 95kg. Áo nâu của Ngô Phương 250 nè. 6 cái quần sọt 95-100kg. Bán bả có 100.000 cái là bả cũng bơm hàng nè mấy má. Nè quần yếm 90-100kg bả cũng bơm hàng tôi quần yếm luôn. Quần rin yếm co giãn cực kỳ đẹp. Áo beo rộng á, tổ ông Tiến. Ủa anh tổ ông Tiến cho địa chỉ số điện thoại chưa? Kim Đông mã beo. Dạ khách lấy hết rồi mấy chị. Khách lấy luôn rồi chị Trâm, chị Hiếu Cà Mau ơi. Nè đó, quần sọt rin 95-100kg mà bơm tôi một cục nè. Để chị nào thích là bữa nào tôi bán luôn hết luôn. Tôi không có bán một cái, vậy đi. Nè còn cái quần yếm nè. Cái quần rin dài yếm mà size 90-100kg hàng yếm nè. Coi dẻ mà bạn cũng bơm tôi nè. Dạ chờ chút yên tâm. Dạ toàn đồ đẹp không mà chị lo. Cái quần này 100kg hả bé? Đưa đây lên luôn. Bắt cái quần 100kg à. Ai vậy? Thanh Nguyễn lấy hết quần sọt bé. Lại coi thử bao nhiêu cái quần sọt lấy cho chị Thanh Nguyễn hết đây. Xếp qua Vũ Hán á. Thanh Nguyễn quận 12 xét để lại cục hàng á. Rồi cái quần này có lấy không? Không, cái quần sọt thôi. Em có một set Chanel nè. Set Chanel này cũng vậy. Set Chanel này dưới 90kg nè. Set Chanel này ở sau thét lưng rất là đẹp nha. Đó. Set Chanel này từ 82 tới 90kg 240 sale cho mấy chị còn 170 luôn. Chị nào dưới 90kg là ok. Dưới 91 cũng được nha. 6 quần sọt. Hết rồi Bích Heo. 6 quần sọt. Áo vàng kia bao nhiêu ký? Dưới 90kg mấy quần sọt hết? 6. 6 quần sọt 600.000. Rồi bộ Chanel này sale còn 170. Bị bộ Chanel này dưới 90kg sale còn 170 nha. Nãy giờ comment hỏng lại buồn ghê. Đó mẹ nào mà coi như nhung đào nào mà coi như bơm cái kính tôi vậy trời. Vô chốt cái kính chi mà bơm vậy ông nậu. Tết này em đang mặc nè đẹp lắm. Mấy cái con này mà ra đường tao nói mà nắng chiếu mà đổ luôn con mắt ốc luôn à. Hồi Tết mua được mấy đôi giày đẹp hả chị Nguyệt? Giày si á chị. Mai giao đi em về rồi 5-6kg mặc giường. Dạ em mặc bán big size mà chị. Giày neo 170 của chị Lê Hà. Lê Hà này miền Bắc phải không? Lê Hà này miền Bắc. Lê Hà miền Bắc 170 nè. Nó lựa cái kính mà đẹp nhất của tôi, nó đi bơm hàng mấy má. 350.000 kính nữ.
350.000 tính nữ, không sale không bóp. Big love. Còn thơ. Còn yêu người không. Quần rin. Quần rin size 65kg. Quần rin size dưới 67kg đẹp không mấy chị? Rồi sale luôn cho mấy chị 170.000 đi. 170.000 quần rin sale luôn. 170.000 quần rin sale luôn mấy chị. 170.000 quần rin sale luôn. Chị nào mà nói nãy lấy sĩ đầm gì đợi đây, chiều nay tôi đi kiếm tầm xúc, tôi về tôi bung lụa cho. Quần 170 của Huỳnh Trà. Chị Huỳnh Trà inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Huỳnh Trà ơi. Rồi kiểm tra Huỳnh Trà là con. Ồ, có một bộ Dior. Không thấy comment của Thảo Ngô Thị Thanh. Thảo Ngô Thị Thanh ơi, không thấy comment của gái. Dưới 90kg trả lời nãy giờ rồi mà. Áo vàng ở sau lưng dưới 90kg nha. Ngang cục cưng ơi. Nè, cái áo giống nãy tôi để dành tôi mặc nè mấy má. Áo này bán cho mấy chị 150 là rẻ lắm rồi đó. Áo này cực kỳ đẹp nha. Cái tay không cũng đẹp nữa mấy má. Áo này chị nào dưới 80-82kg hút. Cực kỳ dễ thương mấy chị. Đây nè. Mấy chị coi áo nè, ở giữa có cọng dây cột nha. Rồi áo này 150 dưới 80kg đẹp lắm mấy chị. Áo này mặc dưới rinh dài là hơi bị tuyệt vời luôn. Comment giùm em áo đen 150. Áo đen 150 nha quý vị. Kiểm tra địa chỉ số điện thoại. Áo sau lưng chỉ còn màu đó với lại màu xanh ngọc nè, màu vàng với lại màu xanh ngọc nè gái. Mà vải đẹp lắm Thu Phương ơi, vải đẹp cực kỳ. Rồi áo 150 nghe nè con. Áo 150. Quần rin dưới 75 cái áo của chị Nguyễn Hạnh con ơi. Áo của chị Nguyễn Hạnh hồi nãy có view rồi đó. Quần rin dưới 75kg. Quần rin dưới 75kg. Sale cho mấy chị Âu à. Quần này bán 100.000 nè. Comment giùm em sọt rin 100.000 đi mấy chị. Sọt rin 100.000. Cảm ơn bấm nút chia sẻ nha, mới chốt hàng được nha. Áo 150 của Nguyễn Hạnh, quần rin 100.000. Chị nào chốt quần rin 100.000, chốt lên giùm em quần rin 100.000. Kim Ngân bấm nút chia sẻ đi. Không bấm nút chia sẻ hồi chốt đồ không được đâu. Linh Hồi có địa chỉ số điện thoại chưa? Đúng em rồi. Sau nha Bách Thị Tiên. Có rồi đừng nói nữa. Em nói có rồi mà em ghi chữ Quảng Ninh anh thấy hả? Bởi vô bà hỏi anh, bà nói chuyện với anh đây nè. Rồi em ơi, bà là khách cũ mà nói gì vậy anh? Đó. Không phải Hà Lê này. Hà Lê này lấy lại lúc nãy đặt hàng. Còn Hà Lê sau này là Hà Lê Quảng Ninh. Em bán mấy view rồi mà. Cái này của ai vậy? Quần rin 100.000 chai. Cho cô Nguyễn Hạnh à, cho cô Hoa Trạch. Quần rin 100.000 cho cô Hoa Trạch không có dấu. Hoa Trạch không có dấu. Tiếp tục mấy chị ơi. Áo 108 sale còn 130. Áo 108 sale còn 130 màu nâu. Còn cà phê sữa. Em cái gì ngồi im nghe. Rồi áo 130 là con bỏ bịch đi bé. Tiếp tục áo cờ Mỹ đen. Đây mấy chị ơi, cờ Mỹ đen 108 sale còn 130, 70-100kg. Áo 130 của Ngô Phương con. Huỳnh Trà inbox cho chị Yên chứ đừng có cho trên này ha. Inbox cho chị Yên, đừng cho trên này. Áo cờ Mỹ đen 108 sale còn 130 đó của Ngô Phương con. Ngô Phương bé. Comment giùm em áo đen cờ Mỹ 130. Comment giùm em áo đen cờ Mỹ 130. Áo đen cờ Mỹ 130. Cờ Mỹ của Chi Bùi. Chi Bùi 130. Lê Ngọc Thúy mua gì mà cho địa chỉ. Mấy chị đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này. Trời ơi tôi để camera kiểu kỳ vậy. Mấy chị đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này. Mấy chị inbox cho em đi. Cho trên này rồi mấy chị bị lừa đảo là tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha. Thiệt. Đây là bộ ngủ ở nhà. Bán luôn
90.000 cho đỡ nhục, dưới 70 ký. Bộ ngủ dưới 70 ký bán 100.000 cao cho nó vui. Lộn, bán 90.000 bộ ngủ cho. 90.000 bộ ngủ nha. Mấy chị comment sau là em không có đọc, em không có đọc comment nha mấy chị. Cái này em chưa chốt thì em đọc. Bộ nhà 90.000, like từ trưa giờ chưa hết nữa tao hàng bơm. Bộ ngủ 90.000. Chị nào chốt ngủ 90.000 chốt giùm em, khách lấy rồi vi cần à. Cái hàng áo 180 này ngày mai ngày mốt về tới mấy trăm cái lận á. Bộ ngủ của Lăng Yên. À, xin lỗi nha. Xin lỗi, bộ ngủ của Yến Yến. Xin lỗi, bộ ngủ của Yến Yến. Yến Yến ơi, inbox giùm chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại đi. Bộ ngủ 90.000 của Yến Yến có dấu. Yến Yến inbox cho chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại nha. Bộ chín tót size dưới 80 ký nè. Đây nè, bộ này bán cho chị, bộ này bán cho chị gì quên rồi, cái gì dâu tây á, vỏ dâu tây nè, bộ này bán cho vỏ dâu tây 150.000 đi. Cái áo đen mày là comment thứ ba, chị Hạnh là trước, có thể là thấy mấy mày là trước nhưng mà qua tới mấy chị là mày comment thứ ba. Ok, chị đừng có bực em nha chị Ngọc Hồi, Ngọc Diệp. Chị mà bực em là em xỉu á. Tiếp tục lên áo chữ 130 nữa nè. Phan Linh, Đồng Nai. Ba cái đinh sọt khách lấy hết rồi chị. Bộ ngủ khách lấy rồi chị Hoa. Hồi nãy chị Hoa Hồng Xanh nọt kẹt hả anh? Nè, bộ thể thao nè, bộ thể thao mà đi bơm hàng tôi nè, size nhiêu đây, bộ thể thao size 90 tới 100 ký nè, đây, rồi sale bộ thể thao này cho mấy chị với giá 200.000 luôn, 200.000 bộ thể thao 90 tới 100 ký, 90 tới 100 ký bộ thể thao, bịch nè con, lấy bịch đó. Bộ thể thao 90 tới 100 ký, sale 200, 320, sale 200. Tiếp tục áo vàng 108, sale còn 130. Cái đen khách lấy rồi lo hồ. Áo vàng 108, sale còn 130, 70 tới 100 ký. Nè giờ chốt cho Ngọc Diễm Quỳnh cái áo vàng 130 nè. Quỳnh Trà không cho địa chỉ số điện thoại xả bill nha. Một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại của Quỳnh Trà là xả bill. Ok, chốt cho Ngọc Diễm Quỳnh cái áo vàng nè. Ngọc Diễm Quỳnh inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại là Ngọc Diễm Quỳnh ơi. Ủa cái này có ai lấy như vậy? Thể thao của Bích Heo nè, đưa lên cho ba Ngọc Diễm Quỳnh đi. Hoa trạch cũng vậy nữa. Hoa trạch khỏi, em có, em có rồi. Ngọc Diễm Quỳnh thì Ngọc Diễm Quỳnh thì bạn cũng đừng biết một gì ngay. Nè chốt cho nè mấy chị ơi, áo màu cam đất 108 sale còn 130. Chị nào chốt áo màu cam đất chốt giùm em, 108 sale còn 130 cam đất nha. Đây nè, bộ này tôi cũng không có bán mà bộ này vải đẹp hàng canh. Áo cam đất nha. Ok lo. Áo 130 của Ngô Phương. Ngọc Hoàng chưa có chia sẻ nha Ngô Phương là con hơn. Ngô Phương 130. Bộ này 80 tới 87 ký nha. Bộ này là 78 tới 88 ký nè, đẹp lắm mấy chị. Bộ này vải cực kỳ đẹp, bộ chín tóc nha. Bộ này giờ sale cho mấy chị còn 150 luôn. Bộ caro 150, 78 tới 88 ký bộ caro. Chị nào chốt bộ caro sale luôn 150. Trời ơi, ông sếp ông biết nha tôi luôn. Mẹ ơi chút vô đi, giờ giơ ngón tay lên giùm cái đi má nội. Chị Phương Thảo không bấm nút chia sẻ sao em bán hàng cho chị được. Bộ caro, bộ caro, bộ
caro, ông đâu có bán cái quần không đâu. Bộ caro Võ Ngọc Thu, sao chị không bấm nút chia sẻ bộ caro? Em vô Messenger không được chị vậy. Tay em cho chị địa chỉ số điện thoại trên này đi Huỳnh Trà, rồi tí xíu nữa xong like rồi chốt sau. Tay em chia sẻ rồi mà không được. Rồi chốt bộ caro cho Phương Thảo đi. Phương Thảo ơi, vô trong tin nhắn cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha, chút nữa em kiểm tra trong trang cá nhân của chị nha. Rồi chị Phương Thảo lấy bộ caro gà anh ơi, 150 bộ caro, vô inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại liền đi chị ơi. Trời ơi, cái bộ cam đắp này tôi không có bán nè. Cái bộ cam đắp này tôi không có bán mấy chị. Nói thiệt luôn á, bộ cam đắp này hồi bữa mấy chục bộ bán trong vòng 10 phút nè. Dễ thương cực kỳ. Đây này đó, chị thấy đẹp không? Bộ cam đắp sale còn 170, size từ 82 tới 90kg. Comment giùm em bộ cam đắp nha. Chị nào chốt bộ cam đắp kèm quần chín tóc, chốt giùm em 170.000 nè con. 170.000 bộ cam đắp. Chị nào chốt bộ cam đắp comment giùm cho em. Cam đắp 170. Đâu có kiểm tra chị, nó hiện lên. Chị chia sẻ là nó hiện lên là người chia sẻ liền à. Cam đắp của Nhã Tâm. Nhã Tâm có địa chỉ số điện thoại cho anh. Nhã Tâm khách mới, nãy giờ đâu có view. Nhã Tâm ơi, inbox cho chị em địa chỉ số điện thoại nha, Nhã Tâm ơi. Cái quần màu đồng dưới 75kg, quần lửng màu đồng dưới 75kg, bán cho mấy chị với giá 140. Dưới 75kg quần đồng nha, quần lửng đồng 140. Chị nào chốt quần lửng đồng 140, chốt lên giùm em quần lửng đồng 140. Quần lửng đồng 140. Bộ cam đắp ai lấy ta lấy hả? Ăn cái gì bánh dừa gì á, không có ngọt á. Bữa nay là quyết tâm là hết tháng nay là phải giảm đường để đi mổ. Em có đi mổ mấy chị cũng đừng có quên giùm em cái nha. Đừng có quên em giùm em cái, chứ không em đi mổ gì mà mấy chị quên em. Em đói như con cá sói luôn á. Quần lẫn comment giùm em quần quần đồng. Bùi Thị Bích Thi cũng chia sẻ em bán đâu, Bùi Bích Thi cũng chia sẻ em không bán nha. Quần này size 80-85kg nè, quần riêng quần này size 80-85kg, sale cho mấy chị còn 150. Comment giùm em quần sọt 150 mấy chị ơi, quần sọt 150. Bích Thi, Bích Thi sao chị không bấm nút chia sẻ giùm em vậy? Bích Thi, Bích Thi. Rồi chốt cái quần cho Bích Thi, Bích Thi đi con. Quần lỡ tiếp tục. Quá trời người bán biết size sao ở chuồng được. Đây, đây là hàng độc nè quý vị. Quần này size từ 75 tới 88kg, quần lửng hàng độc nè. Quần này đúng là hàng độc, phải rất là đẹp nha. Quần này 250 sale cho mấy chị còn 190. Em có 2-3 bình lần chị. 150 của chị Hà Anh Tương quần sọt hả con? Của Hà Anh Tương quần sọt. Chị Bích Thi inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi giờ thấy bỏ không? Quần lửng của Nhã Tâm. Nhã Tâm inbox địa chỉ số điện thoại cho anh. Trời ơi quần này Nhã Tâm đẹp lắm luôn á Nhã Tâm. Dạ Bích Thi vô inbox cho em địa chỉ số điện thoại, chốt cái quần 140 rồi đó chị. Rồi quần này của Nhã Tâm nè. Nhã Tâm 190, quần này đẹp lắm. Có cái gì? Đẹp làm sao má em xinh xanh dịu dàng. Em mặc set bộ của chị, mẹ em kêu mua thêm 10 bộ nữa. Giờ mua luôn rồi, đặt cọc chuyển khoản tiền mua luôn đi. Đây còn cái cục này Thúy Quỳnh Campuchia là ngày mai cho bà lên sóng luôn. Giờ đéo có nể nang con nào thằng nào nữa. Về cắt bơm nữa không vậy? Thôi cắt nhiêu đó hết nghỉ, đang mệt hết rồi, mệt luôn. Đang mệt muốn đứt hơi luôn. Tối đi chị cà rốt ơi, quần mà size của chị cà rốt em còn một bao tải lận.
inbox xong rồi chị vô mua nữa nha chị Bích Thi. Ví dụ bây giờ trưa mua không kịp là tối nay 8 rưỡi mình gặp nhau. Còn chị không inbox là 2 phút nữa anh Phước kiểm tra không có địa chỉ xuống gọi là em xả bill. Áo này 250 giờ sale còn 160. Áo này thấy vậy chứ mà dưới 85kg cũng vừa nha. Nhưng mà chị nào thích phom lửng thì lấy được, còn chị nào không thích phom lửng thì đừng lấy. Comment giùm em chờ đeo 160. Tiếp tục đầm phom tuôn nè. 95 cũng có size Nguyễn Oanh nè, nãy giờ cũng có size em mà tại do em không có ở đây á. Để cái bao nó lại nha con. Tấu đường rác tiếp. Chanel 160 của Hằng Nguyệt. Chị Hằng Nguyệt inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Còn nếu là khách cũ thì vô trong tin nhắn vô giùm em cái ngón tay lên ha. Đây là đầm phom tuôn nè, đầm này dưới 75kg. Đầm này là 200 mấy em không nhớ, bây giờ ở đây dưới đây. Bây giờ sale cho mấy chị còn 170, comment giùm em đầm phom tuôn 170 nha. Đầm phom tuôn 170. Chi bùi. Bán rồi Nhi ơi. Chi bùi Chanel 170 nè. Dạ khách cũ vô vô ngón tay đi chị Hằng Nguyệt. Nãy giờ chị Hằng Nguyệt cũng bấm nút chia sẻ nha. Chi bùi 170. Tiếp tục mấy chị. Đây nghĩ sao mà đi. Chị nào mua cho mẹ thì rất là sang nha. Dưới 85-90kg cũng vừa. Comment giùm em áo đá. Mấy chị ơi, áo đá này có một cái giá rất là giật mồng, 280, giờ em sale cho mấy chị còn 200. Comment giùm em áo đá 200 dưới 90kg cũng vừa áo đé nha mấy chị. Áo đé 200. Áo đé 200 đầm 170 khách lấy rồi quý vị ơi. Áo bi. Áo đá của cô Hà Anh Thương 200 nè con. Đây mấy chị ơi, áo bi nè. Đây áo bi nha mấy chị nha. Đây, áo bi này dưới 80kg vừa. Áo bi này mới về ngày hôm qua 160.000 áo bi. Hàng xuất nha. Áo bi hàng xuất. Áo bi hàng xuất. Áo đá 200 khách lấy rồi chị Kiều Trần ơi. Khách lấy rồi chị. Áo bi, Nhã Tâm áo bi nè con, 160 của Nhã Tâm. Nhã Tâm tí xíu nữa vô inbox cho chị em chiều cao con nặng nha. Trăm sáu, nhưng mà mày làm cái ớn gì hết sợ. Đây mấy chị ơi, a à, quần. Ủa quần này quần mới mà. Xả một cái bill bài nào, quần size 36. Quần này size 36 không có sale nha. Quần này size chị nào mà 82 tới 90kg vừa nè. Quần ngọc trai, quần này 270. Chị nào chốt quần ngọc trai 270 chốt lên giùm em nha. Chân váy em mặc hết rồi chị. Chân váy quần em mặc hết lâu rồi chị. Tiếp tục quần dài. Áo bi khách lấy rồi chị Kim Đông ơi. Khách lấy rồi chị Kim Đông. Đây mấy chị ơi, quần này là rất cao nè. Quần này là rất cao. Quần này size 32 tương đương 60-65kg. 60-65kg nha. À, xả cái áo bi của Nhã Tâm đi con. Quần này của Ngô Phương nè. Xả cái áo bi 160 của Nhã Tâm. Chốt cái áo bi cho chị Kim Đông. À từ từ nha. Chốt cái áo bi cho chị Thi Lâm. Ông luôn. Ừ đúng rồi Thi Lâm. Thi Lâm ơi inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha Thi Lâm. Rồi cái này Ngô Phương. Thi Lâm anh ơi, Thi Lâm inbox cho em địa chỉ số điện thoại. Còn chị gì hôm nãy có cái quần 140 có địa chỉ số điện thoại chưa anh? Thấy Du Mai Ngọt chị thấy em mà. Quần này dưới 65-67kg nha mấy chị. Nhưng mà quần này rất cao đẹp lắm. Bé My Vũ. Quần này sale cho bé My Vũ 200. À rồi chị xả áo bi rồi. Bích Thi, Bích Thi ơi, cho giùm em lên cái địa chỉ cái chị ơi, bên em không có gọi điện chốt hàng nha. Ừ chị xả rồi nhẹ tâm. Chị cho em cái địa chỉ bên em không có gọi điện chốt hàng chị. Cố lên. Còn vài cục nữa cố lên. Quần này cho ai? Bé My Vũ nè. Bé My Vũ 200 ngàn. Bé My Vũ inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Bé My Vũ ơi. Cố lên chị Kim Đông. Em còn tới 4 bao tải nữa lần chị Kim Đông cố lên. Dạ, mua cho mẹ đi. Chị cứ lấy đi. Không, khách lấy trước em rồi. Lần sau là em phải comment là áo đá lên chứ đừng có comment không vậy. Bé My Vũ
200. Đầm này size dưới 80-82 kg nè. Đầm này size dưới 82 kg đầm đi ăn tiền của tôi nè. Vậy mà nó cũng bơm hàng nữa. Rồi sale đầm này cho mấy chị 170 đầm trắng đen dưới 82 kg. Em ở Sài Gòn thì em còn khổ lắm, em chưa có mở shop cho nên không có chỗ cho mấy chị tới lựa đồ. Nè, ship thì tôi đâu có bán đâu tròn. Bán tại nhà thôi. Ship tôi đâu có bán đâu nè. Ship Dior nè mấy chị đẹp không? Ship Dior 240, sale còn 180, dưới 70 kg. Chị nào chốt ship Dior này, ship Dior 180 nè con. Cái đầm đó 170. Dior của hoa hồng xanh. Dior hoa hồng xanh dưới 70 kg, sao hoa hồng xanh vừa được hoa hồng xanh. Dior này dưới 70 kg bé đẩy cho. Dior này dưới 70 kg nha. Đầm trắng của Lon Hồ 170. Lon Hồ inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Áo này dưới 80 kg nè. Chị nào dưới 80 kg hút cái áo sơ mi trắng 160 giùm em với. Đẹp lắm, vải cực kỳ nõn nà luôn. Xếp 180 ai chốt vậy? Hoa hồng xanh ơ. Xếp hoa hồng xanh ơ. Xếp Dior là size L nha. Dior size L là dưới 70 kg, có vừa không? Chốt cho áo trắng hoa 60 kg không vừa. Hoa hồng xanh này sao vậy ông? Hoa hồng xanh 75 kg không có vừa xếp Dior đâu. Xếp Dior đâu. Xếp Dior chốt cho Long Hồ inbox cho em địa chỉ số điện thoại cái đầm 170 nha. Thi Lâm cho địa chỉ số điện thoại chưa anh? Thúy Lê không chia sẻ nè, Ly Bùi không chia sẻ, không bán nè. Áo trắng của Minh Khang cũng không chia sẻ nè, áo trắng. Mua giùm, ok, hoa hồng xanh mua giùm. Đưa hoa hồng xanh 180 đi con. Rồi chốt áo trắng cho. Chốt áo trắng cho Minh Khang con. Em bán một cái zoom đùi cho mấy chị nè. Em bán cái zoom đùi dưới 75 kg cho mấy chị với giá 140, dễ thương cực kỳ mấy chị. Zoom đùi 140 dưới 75 kg. Chị nào chốt coi zoom đùi chốt lên giùm em nha. Chị nào chốt zoom đùi chốt lên giùm em. Em có màu xanh đậm đó, có màu xanh nhạt nè. Đó ha, có màu xanh nhạt, có size dưới 85 kg nữa. À, zoom 140. Zoom 140 mấy chị ơi. Hàng Nguyệt một cái zoom nè. Bây giờ zoom của Hàng Nguyệt nè 140. Zoom của Hàng Nguyệt 140 nha. Zoom bây giờ em chỉ còn cái màu xanh nhạt này nè mấy chị. Mấy chị lấy được không? Comment giùm em xanh nhạt nha. Zoom này em có size dưới 75 và dưới 85. Zoom đùi 140 của Ngọc Châu. Chị Hàng Nguyệt nãy giờ vô ngón tay chưa vậy anh? Rồi Ngọc Châu nè, chị Ngọc Châu vô trong tin nhắn vô giùm em ngón tay lên. Còn nếu khách mới thì cho giùm em địa chỉ số điện thoại. Ngọc Châu có dấu 140. Nguyễn Thảo không cho, không có chia sẻ, không bán nha. Ánh Tuyết giùm nè. Ánh Tuyết ơi inbox giùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Ánh Tuyết ơi, 140 của Ánh Tuyết nè. Mấy chị ơi giùm đó em có cái size này nè. Giùm đó em có cái nè. Giùm đó em có eo vì đỏ nữa nè mấy chị. Em có eo vì đỏ giùm nữa nè, đẹp không? Dễ thương lắm, mặt rất là trắng trẻo. Khi mấy chị mặc lên cái cổ nó tự đắp chéo qua lại nha. Đó. Giùm này Phan Ái mặc sẽ bị rộng á Phan Ái không? Giùm của Phương Sô-cô-la. Phương Sô-cô-la giùm nè con ơi. Phương Sô-cô-la giùm. Giùm đùi của Thanh Tâm. Anh Tâm ơi, bây giờ chị còn eo bị đỏ không mà Tâm ơi.
heo vì đỏ. Tâm ơi, còn heo vì đỏ Tâm lấy được không Tâm? Ủa con xếp gì đây rồi? À, còn cái xanh nữa nè. Tâm nhiêu ký không? Còn cái xanh là dưới 85 kg hồ. Xuân Phương Lê Quỳnh nè. Xuân Phương Lê Quỳnh nè. Quỳnh Lê. Xuân Phương Quỳnh Lê 140. Dâm đùi 60 kg. Dâm này bé mi vũ vừa nhưng mà heo vì đỏ. Lấy cái đỏ của Thanh Tâm nha, Thanh Tâm ơi. Thanh Tâm 140 nè con. Dâm đùi của Phạm Yên. Bé ghi chữ Phạm Yên là Phạm Yên còn biêu phải không anh? Dâm đùi của Phạm Yên. Dâm đùi của Huỳnh Trà. Huỳnh Trà nãy giờ có địa chỉ số điện thoại cho anh. Huỳnh Trà 140 nè. Hình như hết rồi sao mấy chị? Hết sạch sẽ dâm luôn. Hết dâm rồi nha. Lên hàng bên tiếp tục. Hết luôn rồi chị Kim Đông. Chị Kim Đông comment lúc nào cũng trẻ chị ta. Rồi. Con nhớ nữa. Đã, rồi. Ủa con có đọc tin nhắn người ta kêu là để lại không? Sao con không đọc? Người ta có comment địa chỉ với số điện thoại với cái dòng á, là để bill em lại cho em lựa thêm, ok. Cũng đọc. Có 4 dòng à. Kiểm tra bill giùm cái đi. Tiếp tục quần sọt quý vị ơi. Không phải quần sọt mà chân váy quần. Rồi chân váy quần này size, size khoảng cỡ 68 kg nè. Dưới 68 kg nha. Chân váy quần giống như em đang mặc á. À, dưới 68, 69 kg. Sale cho mấy chị còn 160 ngàn. Chân váy quần. Sale cho mấy chị chân váy quần còn 160 ngàn. Chị nào chốt chân váy quần 160 chốt giùm em. Gì? Gửi chưa? Chưa gửi. Đúng không? Cái đó không phải sọt chân váy á. Lấy cho Hằng Nguyệt. Bé lấy cho cô Hằng Nguyệt đi. Em có cái quần sọt size 65 kg. Size lộn. Em có cái quần sọt size dưới 65-67 kg nè. Sale cho mấy chị quần sọt này 100 ngàn. Chị nào chốt quần sọt chốt cho em. Chị Ánh Tuyết này nãy cho địa chỉ số điện thoại chưa? 160 ngàn này con. Quần sọt sale 100 ngàn cho hết hàng. Má nó bơm ông nậu quạt nó điện thôi chứ. Chương mấy khách lấy quần kè không? Chương mấy quần khách lấy quần sọt của Ngọc Diễm Huỳnh nha con. Quần sọt của Ngọc Diễm Huỳnh 100 ngàn chốt bể cho con bả la làng la đất nữa. Rõ ràng áo tôi không có bán luôn á mấy chị. Áo này là nguyên một mùa Tết một mình tôi 7-8 cái là 150 ngàn không sale. 150 ngàn không sale dưới 95 kg cũng vừa. Chương mấy 70 kg khách lấy rồi gái ha. Áo Mickey trắng. Cái này là mặc với lại quần legging rất là đẹp nè mấy chị. Hàng Quảng Châu cao cấp nha. 2 phút nữa anh Tuyết không có inbox địa chỉ số điện thoại xả giùm em. Đó cái lê hè này là lê hè nãy nhắn tin cho anh nè. Cái đầm này bây giờ 300 mấy em không còn quan trọng. Bây giờ em sẽ sell cho mấy chị còn 180. Mặc với lại legging giùm em ha. Rồi áo 150 của Kích Nguyễn nè con. Áo của Kiết Nguyễn 150. Xe cho mấy chị 180. Đầm này chị nào dưới 90 kg vẫn vừa nha. Comment giùm em đầm 180. Tối nay em sẽ xả hàng bơm và em lên 3 quần riêng giá rẻ cho mấy chị. Còn 100 ngàn khách lấy rồi chị. Thi Lâm comment mau lên chị. Comment chậm quá à. Tiếp tục mấy chị ơi, chân váy quần size 32, 65 kg trở xuống. Ký này nó hơi nhỏ nha. Chị nào mà khoảng cỡ 62, 63 kg thôi ha. Nó đẹp thiệt nhưng mà nó hơi nhỏ. Chị nào 62, 63 kg thì lấy cái này Ngô Phương 180 nè con. Ngô Phương 180. Chị nào 60 lấy chân váy quần này sale cho mấy chị 150 chân váy quần nha. Đầm 180 để em con còn lại còn 1-2 trái vậy. Đầm 180 đi. Thank you.
mấy chị chốt lại đầm 180 nè. Hồi nãy nó màu ánh đỏ thì bây giờ nó là beo phẩm. Nè chốt lại đầm 180 nha. Nè đầm 180 giờ em còn màu này nè mấy chị. Còn ba cái màu này đẹp lắm. Cái này mặc với legging là mấy chị thích cực kỳ luôn. Đây nè mấy chị ơi, từ 70 tới 80kg là hơi bị đẹp. Comment giùm em là nè mấy chị lấy cái này được không. Comment giùm em là beo 180 đi. Comment lại giùm em beo 180 nha. Phan Ái 150 con đâu mất hồn. Phan Ái 150. Dạ nãy giờ em thấy nhưng mà tại do chị Hà comment sau á cho nên em làm biếng đọc á chị. Beo 180 của Hằng Nguyệt mà con, của Hằng Nguyệt. Xuân Phương Quỳnh Lê. Cái này đẹp lắm nha chị Xuân Phương. Lỗ nửa giá luôn á gái. Hằng Nguyệt. Của Hằng Nguyệt nãy giờ chốt đồ á. Cái này lỗ nửa giá luôn á gái. Lỗ nhiều lắm luôn á. Có thể nói là mấy chị sẽ không tin nhưng mà đó là sự thật. Còn một cái nha. Còn một cái beo. Chị Kim Đông là hên quá chị Kim Đông ơi. Chị Kim Đông inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. 180 ngàn của chị Kim Đông. Rồi còn bao cuối cùng. Còn bao cuối cùng đây tối mình chơi nữa nha. Mấy là Jenny Nguyễn hả? Rồi cục đây là 80-90kg nè. Của con yêu Nguyệt Jenny Nguyễn nè. 65kg đựng mặt em. Không có chị Phương Dương Phương Phụng. Không có Dương. Cái đó chị mặc của chị cũng đừng có mặc. Cái đó hỏi nó không có dễ. Chị mặc vô nâng đầu nâng đít chết mẹ luôn. Rồi kiểm tra chị nè. Chị Kim Đông kiểm tra địa chỉ số 1. Áo len giờ 250. Sale còn 150. Chị Ngọc Diễm Quỳnh nhắn tin giùm cho em đi. Nhắn giùm cho em cái tin gửi cho chị tiếp sửa đôi mặt đi. Em tính giá sale cho anh tính chị 150. Cái áo len dệt này chị nào size 90kg cũng vừa nha. 92-93kg cũng vừa rồi. Sale luôn 150 áo len dệt. Chị nào chốt áo len dệt chốt lên giùm em 150, 250 sale còn 150. Mấy chị ơi mua hàng đừng bơm giùm em. Thậu em nha mấy chị. Thậu lắm luôn á. Áo 5kg rộng á bé Mi Vũ ơi. Đừng lấy em. Cái cục hàng này đa số là từ 75-77 tới 90kg nè. Áo beo này 250 nè mấy chị. Áo beo này vải đẹp lắm. Áo beo này mặc với sọt tuyệt vời. Bây giờ sale cho mấy chị 180. Sale cho mấy chị. Chị đã lau lấy một tiếp sữa rửa mặt xuống chốt cho cô Ngọc Diễm Quỳnh 150 luôn đi con. Áo len dệt 70-95kg vừa 150. Áo beo này dưới 85-87-88. Nói chung là em vừa dưới 90kg là ok. Áo này sale cho mấy chị còn 180. Lấy 2 tiếp con ơi. Cô Kỳ Anh 1 tiếp luôn con. Tiếp sửa rửa mặt Hàn Quốc 330 sale còn 150. Sale cho nó hết hàng mấy chị. Áo 180 của chị Chi Bùi. Chưa đâu mẹ ơi. Máu mà có một phần hàng bơm mà sao mệt quá mệt. Hồi nãy đừng nghỉ đó gái. Tuy của Kỳ Anh 150. Kỳ Anh 150 với Mai Diễm Quỳnh 150 con bỏ vô bình luôn. Áo len của Quỳnh Thương 150. Mai Diễm Quỳnh. Cái này của chị Chi Bùi nè. Chị Chi Bùi ơi, để em chốt đồ nhiều xong rồi à, thì chuyển khoản cho em gửi xe cho chị luôn đi nha. 180 ngàn của Chi Bùi. Ủa Mai, cái này là Ngọc hả? Kỳ Anh với Mai Diễm Quỳnh kìa. Gì vậy con? Cái áo đó của Ngọc Thương gì đó biết hả? Cô gì Quỳnh Thương. Cô Quỳnh Thương 150 cái áo trước đi. Cô Quỳnh Thương. Có kim trắng da mặt chị bé Mỹ Vũ. Mà em nha, bên em là bán hàng nhập khẩu Hàn Quốc không ạ? Em không bán hàng ngoài chị. À, Quỳnh Thương. Để lấy cho cô Ngọc Diễm Quỳnh tiếp nữa. Quỳnh Thương có chưa con? Tối mình gặp nhau nữa nha bé Mi Vũ. Thấy chưa, cô kêu là vậy. Kêu gì? Con kêu là cái này của Ngọc Diễm Quỳnh. Sao chị kêu là Mai Diễm Quỳnh? À Ngọc Diễm Quỳnh. Lên lấy thêm tiếp nữa. À vậy chị Vương hả? Vậy hả? Vậy là em để ý rồi. Rồi
thứ hai ship luôn. Dạ, lấy thêm tiếp cho Ngọc Diễm Quỳnh nữa nha. Em nói thiệt với mấy chị là em đang có một cái dòng kem CC mà chị nào mà thường trang điểm đi làm á, sao sao bơm nhiều quá vậy? Dạ, bán nhiều thì phải bơm nhiều thôi chị, em bán nhiều lắm. Mấy chị thấy vậy chứ em bán nhiều, chưa kể hàng đặc nữa, chưa kể hàng sỉ. Mà em thì ít muốn sỉ lắm, tại vì hàng của em là hàng độc quyền á, em không có muốn sỉ. Nhưng mà cũng có sỉ. Thì thứ hai là hàng em bán rất là nhiều. Thực sự là về 6 bao tải, nhưng mà thực sự 6 bao tải này thì nếu mà ngày Tết thì em bán có 1 ngày à. Lấy cho Huỳnh Trà, con ơi, lấy xuống 2 tiếp sữa rửa mặt nè bé. Cho chị Huỳnh Trà 1 tiếp với cô Mai, Mai cái gì Diễm, Diễm Quỳnh là bà chữ nữa. Đơn em thứ một có thể là ngày mai chốt, có thể là thứ hai mới chốt lần em. Mà nếu ngày mai chị đi bệnh viện là thứ hai chị mới chốt. Cứ mua bình thường đi bé Mi Vũ, cứ bình thường đi. Còn những chị nào khách mới thì nhớ vô trong tin nhắn cho giùm em luôn cái chiều cao con nặng. Ủa Huỳnh Trà một tiếp 150, tiếp này là 330 lần á mấy chị. Em bán giữa like cho mấy chị thôi chứ công ty biết nó chửi thấy mẹ luôn á. Em có một cái dòng sản phẩm là kem CC á mấy chị. Kem CC đó là chị nào trang điểm chỉ còn một hộp kem CC, đó là trang điểm kem một thỏi son là cực kỳ đẹp. Nhưng mà để giới thiệu sau đây, để em bán tiếp cho nó hết hàng đi mấy chị. Hồi nãy là áo, hồi nãy là chị Chibi lấy á, chị Chi Bùi lấy áo kia thì bây giờ nó có cái áo Gucci nè. Đây mấy chị, Gucci 250 sale 180. Gucci 250 sale 180. Quỷ nó lựa toàn hàng đẹp với hàng mới không á mấy chị, quỷ sướng rồi nè. Nó dụ em từ trước Tết tới giờ nó dụ em gửi lại nữa đó. Nghĩ sao mà cái loại người gì mà bơm một lần mà xấu cục hàng, cục nào cũng 3 triệu mấy. Nè đầm em đâu có bán đâu mấy chị, đầm này dưới 90kg nè. Rồi sale luôn 170 ngàn đầm này khi mặc qua kéo rất đẹp, mà cái màu xanh này là màu xanh là coi như đang là hot nè mấy chị. Kem con cặc có sale không? Sale luôn 580 sale cho mày còn nhiêu hả? Còn 350 luôn cho nó hết hàng. Đi bệnh viện cho tại đang điều trị đường để mổ u nhân sơ với polyp, với lại mổ cái gân tay này. Mày thấy cái gân tay đang bóc đồ không được không? Đó, mày thấy nó đơ không? Mày mổ chứ bây giờ không mổ nó chịu không nổi, nó đau quá đâu. Đầm xanh của chị hoa hồng đỏ nè, 170 ngàn của hoa hồng đỏ. Kim đông nãy giờ chưa có nè. Chị Kim Đông ơi, inbox cho em địa chỉ số điện thoại chứ không, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là em xả bill á nha. Chị Hương Trang, chị Hương Trang hồi sáng chị áo hưu xì này đẹp lắm chị Hương Trang. Chị Hương Trang áo hưu xì 180 nè. Hai hộp 180 của Hương Trang áo hưu xì. 57. Lấy cho Bích Heo một hộp kem CC. Để từ bé lùng lên lấy nha. Đây đầm dây nè mấy chị. 330 sale còn 150 á Quỳnh Trà. Nè đầm này chị nào dưới 90-95kg mua mặc vải rất là xịn, sale 150 đầm dây luôn. Sale cho mấy chị 150 đầm dây. Tiếp sữa rửa mặt là còn 150 á Quỳnh Trà. Đúng rồi, Quỳnh Trà hồi sáng có gửi bill thành phố, bây giờ thành phố vô con 180. Bớt cầm cu lại đỡ đau liền mẹ ơi. Đau tay đau cho cầm cu được mẹ. Phải mổ gì mới cầm được mẹ ơi. Đầm dây dưới 90-95kg cũng vừa nha mấy chị. Đầm dây dưới 90-95kg cũng vừa. Cái con quỷ sứ yêu nghiệp mà nó cũng yêu nghiệp dễ sợ. Rồi, lỡ rồi đúng không mấy chị? Lỡ rồi. Lỡ rồi, giới thiệu luôn. Dòng body 320. Tôi sale 1-2 ngày thôi, tôi không sale nhiều đâu nha mấy má. Đây là dòng body nè. Hồi giờ mấy chị thấy body thần thánh chưa? Hàng này là hàng nhập khẩu Hàn Quốc của cô Bích Thủy đó con. 350. Hồi giờ mấy chị thấy body thần thánh chưa? Thì hôm nay em làm biến đánh lắm. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy chị một cái dòng body thần thánh. Mà trong cái body này nó sẽ có một cái mùi mấy chị, đó là mùi hương Chanel Pháp. Đó, ngày hôm nay 320 bán 250 ngày hôm nay thôi. Lỡ trớn á mấy chị. Lỡ trớn kèm theo cái sữa rửa mặt cho mấy chị á, 320 và hôm nay bán 250. Và mấy chị ơi, càng nói chung là tối mà mấy chị mà nè, chị thấy hai cái tay không, nó trắng cái kiểu nõn nè, cái kiểu của Hàn Quốc á, chứ không phải nó trắng cái kiểu mà kem trộn ở Việt Nam nha mấy chị, không có chuyện đó. Mấy chị đánh thử một tuần là mấy chị thấy nó khác liền à.
Thấy tôi mở hàng sữa rồi mặt đặt hàng chưa má nội? Dạ con thấy rồi má nội. Má cũng giá quỷ giống ma ghê thiệt. Thắp tôi sang có ai bình thường mà hiền hậu như tôi á. Mà nó thơm lắm mấy chị. Tối ngủ mà mấy ông hít vô cái đùn má nó chui vô lùm luôn. Thiệt. Hít một cái chui vô lùm luôn mấy chị coi nè. Em nói thiệt với mấy chị á, cái sữa, cái body Hàn Quốc này nó đã lắm. Chui vô lùm là... làm gì má nội? Cho ông hỏi chui vô lùm làm gì má nội kìa. Dễ sợ ổng không? Cái này là hộp body nè. Ở trên này mấy chị soi gương được luôn nha. Nói chung là hàng nhập khẩu của Hàn Quốc cho nên là cái mẫu mã với cái chất lượng nó ok lắm. Chui vô lùm làm gì má nội hả? Nè mấy chị đẹp không? Hai cái tay nó đã lắm. Mấy chị nha, tắm ra mấy chị vẫn còn thấy mình nõn nè. Mấy chị tha tiếp một lớp nữa. Cứ ngày mai tắm xong mấy chị tha tiếp một lớp nữa cực kỳ thích. Bôi body bé con 10 tháng được không? Bôi body đâu có sao đâu chị. Một mọt. Lấy cho cô Ánh Ngọc một body với một cc con ơi. Một body với một cc. Nè áo 100kg tiếp tục còn nè 280 nè. Áo 280. Chồng em nó ngủ riêng sao ngửi được. Má hiền ghê. Hiền thiệt mà quỷ sứ à. Ồ nghĩ sao cái áo đẹp vậy mà đi bơm hàng tôi nè mấy má. 280 85 tới 100kg áo 280. Kem CC là kem để trang điểm á. Có nghĩa là ra đường kem đó nó có chất bạch, có chống nắng luôn nha. Nó có chống nắng luôn ha. Nhiều body không nghe 320 sale 250. Da má đẹp sẵn mà đánh gì không đẹp. Không da em có đẹp đâu. Mấy chị ở ngoài mấy chị nhìn da em nó kỳ lắm. Da em nó rổ mà nó da em có đi không có bao bịch á. Da em không có đi bao bịch á. Cái nào 250. Body 250. Của Bá Thị nói 350 đúng không? Đúng rồi, của Bá Thị là CC. Ngọc Diễm Quỳnh. Anh ơi lấy cho. Lấy cho CC là kem trang điểm mấy chị Loan Cam. Lấy cho Bảo Nguyên là, Bảo Nguyên lại, lấy cho Bảo Nguyên một kem body 250 đi anh. Một kem body. Lấy Trần Thúy Hằng hình nền vàng một body nữa là hai body. Hai body. Giống như quán cơm hủ tiếu đúng không? Mày chỉ có hai màu thôi, để tao lựa cho Thủy, mày khỏi cần lựa, tao biết cái tông của mày rồi. Mày chỉ cần lấy một body nữa là thêm là ba body đó. Em là nhập hàng, em không có nhập 100, 200. Thiệt. Tổng cộng là 3 body. Rồi từ từ kéo từ trên xuống dưới nha. Ánh Ngọc nãy lấy gì con? CC với body. CC 350 với 250 là của Ánh Ngọc. CC với body con, 350 với 250 của Ánh Ngọc có giáo anh. Rồi Bảo Nguyên một body. Bảo Nguyên là Ngọc Tâm á. Bảo Nguyên là Ngọc Tâm, anh ghi chữ Ngọc Tâm 250 body đi. Ngọc Tâm 250 body. Ừ. Trần Thúy Hằng mà hình nền vàng còn bill á. Trần Thúy Hằng hình nền vàng 250 body. Trần Thúy Hằng Bình Dương. Rồi Ngọc Diễm Quỳnh một body 250 nữa. Cái này là Trần Thúy Hằng đúng không? Bảo Nguyên đâu? Bảo Nguyên đâu? Chưa có Bảo Nguyên. Trần Thúy Hằng bỏ vô đi 250 body. Rồi chưa có Bảo Nguyên. Và Bảo Nguyên là Ngọc Tâm, lấy thêm mấy hộp. Bảo Nguyên Ngọc Tâm đấy rồi. Chị Hương Trang áo đó là 280 á chị Hương Trang. Rồi bây giờ còn Ngọc Diễm Quỳnh có chưa? Lẹ lẹ giùm em lai đồ mấy anh. Hai cái rồi. Ngọc Diễm cái gì vậy? Cái gì hai hũ? Ngọc Diễm Quỳnh đúng không? Này hai cái này rồi. Trời ơi một body nữa. Giờ nhớ giùm tôi cái này, xách cái bill lại ghi một body 250 chút mấy lục đem số. Một body của Ngọc Diễm Quỳnh, một body của Ngọc Tâm. Ngọc Tâm có rồi. Kiều Trần ơi cho em địa chỉ số điện thoại nha Kiều Trần. Ngọc Tâm có rồi. Rồi ghi cho Kiều Trần, lấy bill mới ghi Kiều Trần một body. Phượng số anh lấy tờ giấy ghi giùm em đi. Kiều Trần một body, Kiều Trần inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Phương sô cô la một body. Cái body này mấy chị dùng thích lắm. Mấy chị nhớ là có thể dùng sáng dùng tối. Khi ra đường đi là nó không có bám vô áo đen. Nè mấy chị, nó không có bám vô áo đen nè. Em nói thật sự luôn, nó không bám vô áo đen cho nên mấy chị cứ đánh đi làm bình thường ha. Phương sô cô la. Kem CC là 530 sale cho mấy chị còn 350. Chị
Chị ơi, em thấy Nam hỏi, sao Nam sẽ hỏi kem CC là dùng để trang điểm hả Minh Tâm? Nữa nha. Kêu Trần Phương Sô-cô-la, Ngọc Diễm Quỳnh. Bé 8 tháng thôi bình thường. Thôi em chứ đừng có thoa bé 8 tháng nha. Nhưng mà cái này á mấy chị, đặc điểm cái là mình mập á, nó ra mồ hôi nó không có, khi mà mấy chị ra mồ hôi nó không có chỉnh, nó không có, nó không có lộ cái băng kem lên. Chị Huyền Ngọc nhảy vô cho giùm cái điện chỉ chị ơi, bên em có điện thoại chưa chút hàng nha chị. Chị Huyền Ngọc đặt cái gì ạ? Kem vô đây. Chị Huyền Ngọc ơi, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Cái thứ hai là ra nắng nó không có nhôi cái kem lên. Mấy chị đi tắm vậy chứ ra tay mấy chị vẫn nõn nè. Mấy chị không tin mấy chị dùng thử đi, dùng thử rồi mới biết độ ghiền của nó. Ha. Lên tiếp. Còn cái gì đây mà còn lại? À, chị Kim Đông cho bên Facebook em rồi anh ơi. Kim Đông có luôn rồi. À, kem CC 580 không phải 530 nha mấy chị. À. Nè, cái đầm này nó đẹp nứt dách. Cái dùm này nó đẹp nứt dách đổ tường luôn. Nó cũng bơm hàng tôi nè mấy chị. Cái dùm này là size dưới 90kg nè. 80-90kg. Dùm này là coi như là sale cho mấy chị. Còn 180 dùm ấy. Chị nào chốt dùm đen chốt lên dùm em 180.000 dùm đen nha. Cái size này là 36, nói chung là size này size lớn nè. Comment dùm em dùm đen 180. Lên tiếp tục nha mấy chị. Quần váy, quần váy này chị nào 80-85-87kg vừa nè, sale cho mấy chị 170.000 quần váy. Dùm của hoa hồng đỏ, con 180 của hoa hồng đỏ. Quần váy này bán cho mấy chị với giá 170.000. 170.000 quần váy nha. Hai hộp body của chị Hải Âu 500. Mà nó thơm lắm. Mấy chị đi hàng ngày nó có luôn cái chất kem chống nắng trong body. Nếu mà da chị nào không bị dị ứng thì có thể thoa lên được nha. Da nào mấy chị mà không có bị mẫn cảm dị ứng á. Nhưng mà nói thiệt á, mẹ em là không nè. Mấy chị thấy hai màu tây nó khác không? Hai màu tây khác. Mẹ em bà bán ngoài trường, mấy cô trong trường thích lắm. Em không có nói điều với mấy chị đâu. Tại vì hàng của em nhập không bao giờ em nhập 50-100 hộp đó. Đặng Hồng Thắm quần váy con ơi. Đặng Hồng Thắm inbox cho em địa chỉ số điện thoại 170. Quần này size 36 nè. Rồi xe quần ngọc trai bạc cho mấy chị 200 luôn. Ngọc trai bạc 200. Dùm khách lấy rồi. Quần váy khách lấy rồi. Em lấy một bộ dùm đen. Dùm đen khách lấy rồi. Bộ mai mốt size body hộp không mua được giá này đâu nha. Quần váy khách lấy rồi. Quần dài ngọc trai em bán một hoặc hai bữa nay là em bán giá đó thôi, bình thường là 320 mấy chị. Hàng này ít lời lắm. Chưa. Đây là đầm phom suông nè mấy chị ơi. Đầm phom suông 380. Sale cho mấy chị còn 250 luôn. Đầm body này dưới 85kg nha. 280 sale cho mấy chị nè. Anh ơi, bỏ cái đầm này cho con Bách Thị Tiên cho nó mặc bầu đi anh. Khỏi bán anh. Đấy. Đưa gì? Đưa áo nó nằm ấy gì? Con lấy cho cô Hải Âu hai hộp body nha. Là lấy cho cô Hải Âu hai hộp body đi. Bộ nhung nha mấy chị, bộ nhung 90kg, bộ thể thao nhung 90kg. Rồi bây giờ sale cho mấy chị còn 180.000 luôn. Dạ, dạ có chị Hồ Nghĩa chờ em chút. Bộ thể thao nhung bộ này đẹp lắm, bộ này Quý Bích Thủy nó mặc đẹp tàn canh luôn. Cái của Huyền Ngọc nữa mấy lùng ơi. Nãy giờ chưa có. Lấy xuống 5 hộp hay bỏ kề gỗ dưới đây luôn con. Bộ nhung của Hàng Nguyệt, của chị Hàng Nguyệt nhiêu ký mà em thấy lấy. Quần ngọc trai đó chị Huỳnh Trà chắc lọc quần ngọc trai đó 80-88kg, 82-90kg là Huỳnh Trà đừng lấy. Bộ này là của Hàng Nguyệt mà. Hàng Nguyệt bộ này 80-90kg nè. Mới nói sale nhiều quên mất mè. Bán luôn 180. Thanh Nguyễn quận 12 lấy ngọc trai. Thanh Nguyễn quận 12.
trời luôn. Nè mẹ lấy toàn hàng là coi như hàng xịn nhà em không á mấy chị. Quỷ sứ quỷ cái đây nè. Nè quần này đẹp lắm nha. Quần này mấy chị muốn thì để như thế này mà. Nè mấy chị sẽ mặc sẽ thấy cái đùi nè. Ờ tới tới khúc tới đây là có lót nè. Đó. Còn không thích mặc vậy mấy chị cứ kéo lên. Ha. Từ nha em kéo cái sạc bà tia lại nó bị. Đây bộ này cũng 90kg. Nhưng mà bộ này là áo dây nha. Quần thể thao áo dây xích à. Rồi bán bộ này cho mấy chị 170 luôn. Cũng là dưới 90kg. Có nghĩa là từ 82 tới 90kg. Bán luôn cho mấy chị. Bán luôn 170 đi. 170 bộ đó. 170 nha. Hàng Nguyệt à, 170. Đàn Hồng Thắm nhớ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Bộ dây của Hàng Nguyệt 170 con. Cái này Hàng Nguyệt 108 nè. Đúng rồi Hàng Nguyệt 108. Bộ dây của Hàng Nguyệt 170 luôn nè anh. Quần váy này chị nào mà 85-90kg cũng vừa nha. 85-90kg cũng vừa quần váy này. Quần váy này bán sale cho mấy chị 170.000. Quần váy này 85-90kg vừa. Bán sale 170. Rén lên. Còn hai cái nữa hết nè mấy chị. Rén lên. Áo này là một cái áo 90-100kg. Áo này có đính đá hết ở trước nha mấy chị nha. Áo này là 290.000, sale cho mấy chị còn 200. Áo này ở trước đều có đính đá hết nha mấy chị nha. Rồi 200 áo 90-100kg. Đây quỷ yêu nguyệt nè. Bộ này là không có bán nè. Bộ này mà mùa hè mấy chị mặc là sướng, sướng tơ đít luôn. Sướng tơ đầu vú luôn. Bán mà từ lúc son môi nó còn đỏ mà bây giờ nó ra cái màu tái tái luôn rồi. Bộ này là từ 75-85kg vừa. Bộ này đẹp lắm mấy chị, vải cũng đẹp nữa. Bộ này hàng Quảng Châu cao cấp mấy chị. Đây, đẹp không? Mấy qua này nhỉ? Chưa có ai hết con qua lên. Loan Nguyễn Hà. Trên mấy trăm bảy. Có bộ dây đùi nhưng mà tối mới lên được con gái ơi. Quần váy 170 của Lon Nguyên La kìa. Lon Nguyên La ơi inbox giùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Bộ này mấy chị ơi 75-85, 87-88kg cũng vừa nha. Bộ này là 350.000 sale cho mấy chị còn nhiêu còn 250 đi mấy chị. Bộ này còn 250 cho quý vị nè. Quý vị nào chốt bộ này 250 chốt lên giùm em bộ này 250 nha. Cho nó hết hè mấy chị à. Bộ sức không có 60kg gái ơi. Bộ sức không có 60kg đâu. Không có 60kg gái. Tối nay lên ship hàng ship về rất là nhiều nha mấy chị. Tối nay vừa lên để em coi hàng bơm được còn bao nhiêu nha. Ly Bùi bộ 250 của Ly Bùi. Đồ má nói chưa tới nữa. Chưa tới nữa mấy má ơi. Rồi tối nay lên hàng chín tấc nha. Bộ 250 của Ly Bùi. Bộ dây đen 75kg vừa không. 75kg khách lấy rồi chị Minh Khang ha. Ly Bùi ơi cho em địa chỉ số điện thoại là Ly Bùi ơi. Tối nay 8:30 mình gặp nhau. 8:00-8:30 mình gặp nhau nha. Loan Nguyên La chị ơi vô trong tin nhắn vô giùm em cái ngón tay lên để em thấy cái địa chỉ số điện thoại cả nha chị. Vô giùm em cái ngón tay lên cho em thấy cái địa chỉ kèm số điện thoại với chị ơi. Thương em giùm cái đi nha chị. Bộ 75kg khách lấy rồi chị Thu ơi. Khách lấy rồi chị Thu à. Bộ 75 em ở Nha Trang đó. Dạ biết rồi nhưng mà bây giờ chị vô chị giơ ngón tay vô giùm em cái ấy. Với chị Ly Bùi gì đó vô giơ ngón tay lên giùm em vô tin nhắn á. Giơ giùm em cái ngón tay lên giùm em cái đi mấy chị. Rồi còn Lan còn Lo Nguyên Lan nữa. Tối nay gặp nhau nha Lo Nguyên Lan để mua đủ bill rồi hoặc có thể mai đi hoặc có thể mốt đi. Tại vì có thể mai em đi mình. Giơ ngón tay nha rồi cứ giơ ngón chân cho mấy chị.
tay cho ông Phước giặt được nó dơ ngón chân kìa mấy má. Cái mùi này nó thơm nha. Tha một cái hết cái phòng nó thơm lần luôn. Vô dơ ngón tay gì gái không? Đi ra. Nghe thơm 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 nấp lần vô liền. Rồi. Nha Trang Khánh Hòa. Ok Ngọc Lê, tối đi Ngọc Lê ơi, em còn tới 2 bao rưỡi, 3 bao tải hàng bơm nữa lần Ngọc Lê à. Tối mình gặp nhau đi Ngọc Lê nha. Rồi ok, chào mấy chị nè. Ê. Chào con gái và bác gái nha.